Số 588, Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tự Kinh, Hán Dịch Đời Tây Tấn, Tham Tài Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Mùi Nước Nguyệt Chi, Quyển 1. Phẩm 1, Thưa Hỏi Về Bốn Huyệt. Nghe như vậy, một thời Đức Phật Du Hóa tại Tỉnh Kỳ Hoàng, nơi khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc nước Xá Vệ, cùng đại chúng tỳ kheo 1.250 vị hội đủ, Bồ Tát cùng một vạn và các thiên tử ở cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, có chúng tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, cùng với vô số trăm ngàn người trước sau vây quanh Đức Thế Tôn để nghe thuyết pháp. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi và thiên tử tu chân cũng ngồi trong chúng hội. Thiên tử tu chân quan sát đại chúng đang ngồi yên lặng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, quỳ gối chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con có điều muốn thưa hỏi, xin Đức Thế Tôn phân biệt giải thích rõ. Đức Phật khen, lành tay, lành tay. Thiên tử, ông đã vì mọi thế gian mà cầu đạt tất cả nghĩa tối thượng, mới đem tâm niệm này thưa hỏi Như Lai. Theo chỗ hỏi của ông, Như Lai sẽ nói rõ để dứt mọi nghi ngờ. Thiên tử tu chân hết sức vui mừng, liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát được lòng tin chân thật nơi Pháp Đại Thừa? Thế nào là Bồ Tát được việc làm kiên cố, không hề khiếp sợ? Thế nào là Bồ Tát được phước tối thắng, không ai sánh bằng? Thế nào là Bồ Tát có biết rõ về các hành không bị chướng ngại? Thế nào là Bồ Tát xa lìa vô minh phiền não, đạt được trí tuệ? Thế nào là Bồ Tát hội nhập nơi các biện tài, dũng mãnh không hề sợ sệt? Thế nào là Bồ Tát nương vào ý nghĩa và được lãnh hội mà có thể giữ gìn? Thế nào là Bồ Tát dựa nơi pháp thâm diệu vượt hơn hạng thế tục? Thế nào là Bồ Tát cung kính thực hành theo lời dạy của Thế Tôn? Thế nào là Bồ Tát nương nơi pháp để giáo hóa, dẫn dắt làm lợi ích cho tất cả muôn loài? Thế nào là Bồ Tát được trí tuệ thần thông không ai sánh bằng? Thế nào là Bồ Tát bị ma làm chướng ngại, nhưng tâm không lay động? Thế nào là Bồ Tát được trí sâu xa không ai bị kịp? Thế nào là Bồ Tát không bị pháp thế tục làm nhiễm ô? Thế nào là Bồ Tát một mình đi vào các hành thù thắng sâu xa? Thế nào là Bồ Tát biết dùng phương tiện quyền xảo tùy theo căn cơ của chúng sinh để thuyết pháp? Thế nào là Bồ Tát vào cửa giải thoát, ở trong sinh tử mà không bị sắc dục lôi cuốn? Thế nào là Bồ Tát được phương tiện đặc biệt chế ngự sự cao ngạo? Thế nào là Bồ Tát có được phương tiện nhân duyên, biết các việc đã làm? Thế nào là Bồ Tát có được phương tiện giới luật, xa lìa các kiến chấp? Thế nào là Bồ Tát có được phương tiện thiện xảo, giáo hóa tất cả chúng sinh? Thế nào là Bồ Tát được nguyện an lành, thâm tâm thanh tịnh? Thế nào là Bồ Tát được lực nhẫn nhục, tâm không sân giận? Thế nào là Bồ Tát được các pháp ba la mật, đạt tới bờ giác ngộ? Thế nào là Bồ Tát cứu độ kẻ bần cùng, làm lợi ích cho tất cả? Thế nào là Bồ Tát được mọi người ở đời thương yêu cung kính? Thế nào là Bồ Tát có trí tuệ sáng suốt, được mọi người tán thán? Thế nào là Bồ Tát thực hành các công đức không cùng tận? Thế nào là Bồ Tát lập thệ nguyện kiên cố, được đến cõi Phật? Thế nào là Bồ Tát thường được tôn quý, nắm vững các pháp mà được tự tại? Thế nào là Bồ Tát đối với sự hành hóa của mình được mọi người tôn xưng là bậc thầy? Thế nào là Bồ Tát nắm vững các việc thấu rõ tất cả? Thiên tử tu chân thưa hỏi rồi thì im lặng. Đức Phật khen, lành thay, lành thay. Thiên tử tu chân, chỗ thưa hỏi thật sâu xa, trí tuệ vượt hơn người đời, mới nghĩ ra các việc ấy để hỏi Như Lai. Ông là Bồ Tát đã phát tâm cứu giúp chúng sinh thoát khỏi sinh tử. Hãy lắng nghe và lãnh thọ. Như Lai sẽ vì ông mà giải nói. Nói về ý nghĩa ấy vượt hơn chỗ đã hỏi, để mau đạt được sự việc như vậy. Lúc đó, thiên tử lắng nghe và lãnh thọ. Đức Phật bảo thiên tử, Bồ Tát có bốn việc thực hành để có được niềm tin chắc thật nơi Đại Thừa. Những gì là bốn? Một, dùng phương tiện thiện xảo để hội nhập vào trí tuệ không bị lay động. Hai, đứng vững với đại bi, an trụ nơi lòng từ vô hạn. Ba, dùng ý nghĩa của giáo pháp tùy theo chỗ hỏi đến để giải đáp. 4. Xác lập vững nơi đạo, mau chứng thần thông, được trí hiểu biết về mọi thứ hiện có. Đó là bốn việc của Bồ Tát cần thực hành để được niềm tin vững chắc nơi Đại Thừa. Đức Phật nói kệ, an trụ phương tiện quyền xảo, trí tuệ thấu tỏ không cùng, nguyện hành đại bi rộng khắp, ban vui giải thoát cho người, nhờ phương tiện rõ nghĩa pháp, được kết quả không chướng ngại, chứng thần thông giáo hóa người, cho nên không thể hủy hoại. Lại nữa thiên tử,
Bồ Tát có bốn việc thực hành để chỗ tạo tác kiên cố không kiếp sợ. Những gì là bốn? Một, tinh tấn không thoái lui. Hai, làm thanh tịnh thân mình và khiến cho người khác được thanh tịnh. Ba, tâm ý hoàn toàn vắng lặng, đạt đến chỗ sâu xa của đạo. Bốn, đối với pháp Phật không hề chán mệt nên đạt được mọi thành tựu. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để chỗ tạo tác luôn kiên cố không kiếp sợ. Đức Phật nói kệ: An trụ vững nơi tinh tấn, ở trung đạo không nhị biên, thanh tịnh không hề cấu uế. Thân miệng ý hành cũng vậy, tạo tác thường luôn vắng lặng, do đó hợp nghĩa Phật thừa, mong cầu lợi ích không chán, thường nhớ nghĩ về pháp Phật. Bốn sự việc ở trên đây, vi diệu cần phải giữ gìn. Người nào an trụ pháp ấy sẽ được thẳng đến đạo quả, thông suốt hết thảy trong ngoài, liền sớm được chứng đắc đạo, hiện tại ở trong ba cõi, không lâu sẽ làm pháp vương. Lại nữa, thiên tử Bồ Tát có bốn việc thực hành để được phước đức thù thắng, không ai sánh bằng. Những gì là bốn? Một, dùng bát nhã ba la mật chỉ dạy khắp các Bồ Tát. Hai, người chưa phát tâm Bồ Đề thì khuyến khích họ phát tâm. Ba, người thường thực hành ba pháp nguyện, một là giới, hai là trí tuệ, ba là bình đẳng, ứng hợp với sự việc này để tạo công đức, không giận dữ. Bốn, tâm luôn nhớ nghĩ về đạo, không hề buông thả. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để được phước đức thù thắng không ai sánh bằng. Đức Phật nói kệ: Dùng trí tuệ ba la mật chỉ dạy người được thông suốt, đưa chúng sinh trụ vào đạo. Thường dùng tâm Bồ Đề ấy khuyến khích người hãy gắng sức làm cho họ phát đạo tâm, không thoái chuyển nơi ba phẩm. Nếu người tương ưng việc này thì phù hợp với nghĩa đạo, tất cả việc đã làm ấy là đã thành tựu công đức, lần được tiếp cận nơi đạo. Lại nữa, thiên tử Bồ Tát có bốn việc thực hành để nhận biết được các hành không còn bị ngăn ngại. Những gì là bốn? Một, mọi sự tạo tác thường dùng trí tuệ, không nên tùy tiện. Hai, biết các pháp đều do nhân duyên sinh ra, nên xa lìa ngã sở, không sân giận. Ba, dùng pháp không để thâu giữ tất cả. Bốn, xa lìa ái dục, hiểu rõ về sáu trần. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để nhận biết được các hành không còn bị ngăn ngại. Đức Phật nói kệ: Tạo tác thường dùng tuệ, không nghịch, không tùy tiện, thường dùng sức phương tiện, không chấp vào các kiến. Pháp này là không tịch, quyết không lìa bỏ người, vượt qua các cõi dục, trong ngoài đều thanh tịnh, pháp tối thượng như thế. Đã an trụ bốn việc, liền được trí vô ngại, chứng tuệ ba la mật. Lại nữa, thiên tử Bồ Tát có bốn việc phải thực hành để xa lìa vô minh phiền não, đạt được trí tuệ. Những gì là bốn? Một, chỗ lãnh hội không nhàm chán. Hai, ứng hợp với sự mong muốn của người đại thuyết pháp, thuyết pháp không có sự mong cầu. Ba, tất cả mọi sự tạo tác đều như huyễn đối với pháp giới, trí tuệ không bị hủy hoại. Bốn, ngay lúc phát tâm Bồ Đề là nhập vào thành chánh pháp. Đây là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để xa lìa vô minh phiền não, đạt được trí tuệ. Đức Phật nói kệ: Thường cầu học rộng, nghe không chán đủ, quán sâu nghĩa pháp, đáp ứng mong cầu. Được tổng trì rồi, tự mình nói ra, không lệ thuộc người. Có người lãnh thọ, tạo tác như mộng, như huyễn dọn nắng, thấy tất cả pháp tối tâm như vậy, giả bày tu tập, không hoại chánh pháp, phát tâm thanh tịnh, xa lìa khổ thọ. Các pháp như vậy rất là thù thắng. Kinh này tôn quý, thường phải gần gũi, lìa bỏ vô minh, được trí tuệ sáng, ở trong ba đời, như mặt trời soi. Lại nữa, thiên tử, Bồ Tát có bốn việc thực hành để hội nhập vào các biện tài dũng mãnh, không còn sợ hãi. Những gì là bốn? Một, đạt được Đà La Ni, ghi nhớ không quên. Hai, có khả năng giải đáp những điều thưa hỏi để dứt trừ sự nghi ngờ của họ. Ba, dùng đại bi giáo hóa tất cả chúng sinh, hội nhập vào pháp không. Bốn, mọi hành động đều xa lìa việc làm của ma, nên có được trí của thần thông. Đó là bốn việc Bồ Tát còn thực hành để hội nhập vào các biện tài dũng mãnh, không còn sợ hãi. Đức Phật nói kệ: Đã được pháp tổng trì, nghe rồi thì không quên, giải đáp các câu hỏi, đoạn trừ mọi nghi ngờ, đại bi giáo hóa khắp, ở tất cả mọi nơi, thần thông đã đạt được mà không thể quấy nhiễu. Bốn sự việc như thế, Bồ Tát nên thực hành. Như vậy ở trong chúng, dứt bạc mọi kiếp sợ. Lại nữa, thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để lãnh thọ nghĩa đã nghe thì giữ gìn. Những gì là bốn? Một, đã lãnh thọ rồi đều có thể giữ gìn. Đối với điều được lãnh hội hay không được lãnh hội thì cũng không chấp về sức lực, cũng không chấp sự giữ gìn, không chấp sự đạt đến.
2. Các âm thanh không phải là chánh hạnh đều nên xa lìa, các pháp đều bình đẳng, giải thoát. Nếu được khen ngợi về nghĩa thì xem như là âm vang. 3. Nếu nghe nơi phương các có giảng nói kinh thâm diệu, thì nên đích thân đến để cầu nghe. 4. Hồ nhập vào nghĩa vắng lặng, dứt mọi loạn động. Đó là 4 việc Bồ Tát cần thực hành nhằm đạt được nghĩa, đã lãnh hội để giữ gìn. Đức Phật nói kệ, tuy muốn hiểu rộng pháp, không chấp vào chỗ nghe, không chấp vào năng lực, do nghĩa được pháp yếu, âm thanh trong ba cõi. Không phải hành chánh đạo, tiếng khen như âm vang, biết nghĩa này cũng thế, đã lãnh hội như vậy, quán thọ hành đúng nghĩa, thực hành không tùy tiện, người nghe nói vui mừng, nghĩa ấy là bậc nhất, pháp tính không loạn động, hành pháp thâm diệu này, kính vâng theo người ấy. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có 4 việc thực hành để nương theo pháp thâm diệu, siêu việt hơn hẳn thế gian. Những gì là 4? 1. Tập hợp mọi người để giảng nói pháp. 2. Ở trong đại chúng hiện bày sự vô thường. 3. Khuyến khích người thực hiện đại hỷ xả để đạt được giác ngộ theo ý nguyện. 4. Nhằm lìa bỏ những vật sở hữu, chỉ an trụ vào chốn vắng lặng. Đó là 4 việc Bồ Tát cần thực hành để đạt đến chỗ giữa nơi pháp thâm diệu, siêu việt hơn thế tục. Đức Phật nói kệ, tại nơi thành lớn, tường ở trong ấy, nhờ trí sáng suốt dùng để thuyết pháp, thân trụ trong hội, chỉ dẫn mọi người, dâm dục buông lung, hiện bày vô thường. Hợp nơi chục cúng dường, ta người cùng nương, khuyên giúp thực hiện, nhờ đó giác ngộ, ở nơi có thể không, thường niệm lìa bỏ, tâm luôn nguyện cầu, ở chốn thanh vắng. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có 4 việc cần thực hành để được sự cung kính, thuận theo giáo pháp của Thế Tôn. Những gì là 4? 1. Tâm thường ở nơi đạo, hoàn toàn không xa lìa. 2. Nghe rồi thì dốc thọ trì, nhớ nghĩ, không hề quên. 3. Thuận theo lời dạy. Có sự mong cầu thì luôn thuận hợp. 4. Tu tập pháp không, vô, hội nhập nơi tất cả pháp. Đó là 4 việc Bồ Tát cần thực hành để được sự cung kính, thuận theo giáo pháp của Thế Tôn. Đức Phật nói kệ, thân thọ nhận các khổ, tâm bồ đề không chuyển, được nghe pháp sâu diệu, đó là bậc đạo sư. Tâm miệng nói điều gì, thân làm đúng như vậy. Tu tập các không tuệ, hiểu rõ ràng các pháp, phụng hành lời đã dạy, lìa tham dục sân si, không trẻ nại biến nhát, không giận không mong cầu. 10 phương Phật khen ngợi, tán thán công đức ấy, nếu thuận theo lời này, pháp tuệ không ai bằng. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có 4 việc thực hành để nương theo giáo pháp nhằm dẫn dắt, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Những gì là 4? 1. Thân an trụ nơi pháp không, nên có thể vì chúng hội thuyết giảng giáo pháp đại thừa. 2. Tự mình điều phục tâm ý, xa lìa chăm dục mà được niết bàn, là khiến chúng hội được điều phục tâm ý để nói pháp giải thoát. 3. Việc làm tự thân đã được đầy đủ nên đạt đến đạo quả, là khiến cho tất cả chúng sinh an trụ vào pháp đại thừa. 4. Tự thân cầu pháp, hiểu rõ các pháp thâm diệu là chỉ dạy người cầu pháp. Đó là 4 việc Bồ Tát cần thực hành để nương theo giáo pháp nhằm dẫn dắt, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đức Phật nói kệ, dạy dỗ mọi người, lãnh thọ pháp không, điều phục tâm tham, được trụ niết bàn, đạo đức thù thắng và đại thần thông, dùng pháp bố thí, dạy người giác ngộ, việc làm đầy đủ, được tâm bồ đề, ở giữa mọi người, khiến đến đại thừa. Thường cầu giáo pháp, hội nhập diệu lực, vì chúng thuyết giảng, cũng không tăng giảm. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có 4 việc cần thực hành để được tuệ thần thông không gì sánh kịp. Những gì là 4? 1. Thường xuyên tu tập 4 phạm hạnh thanh tịnh. 2. Luôn ở chỗ tịch tỉnh. 3. Hội nhập vào pháp nhẫn sâu xa. 4. Thân tâm dốc gắn liền với trí tuệ. Đó là 4 việc Bồ Tát cần thực hành để được tuệ thần thông không gì sánh kịp. Đức Phật nói kệ, thường tu phạm hạnh, tự mình lập nguyện, thường thích vắng lặng, ở chỗ thanh tịnh và pháp sâu xa, thẳng đến nơi đạo, thân tâm bình đẳng, đạt được trí tuệ, ứng hợp như vậy, thực hành cũng thế, với 5 thần thông đã được thông đạt, tự tại 10 phương, ở trước chư Phật, giáo hóa dẫn dắt tất cả chúng sinh. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có 4 việc cần thực hành, dù bị ma quá nhiễu tâm cũng không lay động, những gì là 4? 1. An trụ nơi thiền thứ tư khiến hội nhập vào pháp không. 2. Thường thể hiện tâm đại bi, cố giúp tất cả chúng sinh. 3. Siêng năng cúng dường tam bảo, không biết chán đổ. 4. Dùng phương tiện quyền xảo
để an trụ vững chắc nơi sáu pháp ba la mật. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để đối trị với việc ma hiện các điều quái dị mà tâm không lay động. Đức Phật nói kệ, trụ pháp không dứt tưởng, an trụ nơi bốn thiền, tâm đại bi rộng lớn, khi chúng sinh an vui, thông suốt nơi sáu nơi pháp báu, không dứt cũng không đoạn, nên các ba la mật là phương tiện dẫn dắt, tâm không gì hủy hoại, trụ vững không lay động, hết thảy bốn thứ ma, thảy đều thu phục được. Tất cả mọi người ở trong lưới của ma thì hiện đạo Niết Bàn, khiến họ phát Bồ Đề. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để đạt được trí tuệ sâu xa, không đâu sánh được những gì là bốn. Một, thường suy nghĩ để hội nhập vào pháp thâm diệu. Hai, đối với việc xấu ác thường tránh xa. Ba, luôn lo nghĩ về tất cả chúng sinh, khiến họ được ứng hợp với nghĩa của pháp. Bốn, điều phục kẻ ương ngạnh, mở bày cho người tối tâm để họ đạt được trí vô ngại của Phật. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để chứng được trí tuệ sâu xa, không đâu sánh được. Đức Phật nói kệ, tâm thường suy nghĩ, hội nhập pháp không, xả bỏ điều quấy, ứng hợp nghĩa chánh, nhập vào niệm này, lo nghĩ chúng sinh, được trí sâu xa là tâm tối thắng, thu phục ương ngạnh, mở bày kẻ tối, khi phát Bồ Đề, đủ nơi đại thừa, trí tuệ thần thông, việc làm đã xong, được trí sâu xa, không đâu sánh kịp. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành thì không bị pháp thế gian làm cấu nhiễm. Những gì là bốn? Một, nếu được lợi dưỡng, vui thích danh tiếng, lời khen thì không lấy đó làm niềm vui. Hai, nếu không có lợi dưỡng bị khổ đau, không danh tiếng, bị chê bai thì cũng không lấy đó làm buồn rầu. Ba, thương vào thân năm ấm để nuôi dưỡng tất cả. Bốn, nếu thọ thân năm ấm thì thể hiện chỗ không tích tụ. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để pháp thế tục không thể làm cho cấu nhiễm. Đức Phật nói kệ, nếu có lợi dưỡng tiếng khen, nên được tất cả niềm vui. Có người khen ngợi cũng vậy, tâm cũng không lấy làm mừng. Khổ đau, không lợi, không danh. Người trí không lấy làm buồn. Như hoa sen không nhiễm bùn. Việc làm ở đời cũng vậy. Hoặc hiện thọ thân năm ấm. Dùng thân này giúp tất cả, các ấm đã diệt tận rồi. Nghĩ thân này như huyễn hóa, thực hành theo pháp thế gian, không bị đời làm cấu nhiễm, khi chúng sinh được an vui, nhờ giới đức làm hương hoa. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để một mình hội nhập vào hạnh thù thắng sâu xa, những gì là bốn. Một, thân này cũng chẳng phải thân này. Hai, người ấy cũng chẳng phải người ấy. Ba, các pháp đều vắng lặng. Bốn, trí tuệ không hề chấp trước. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để một mình hội nhập vào hạnh thù thắng sâu xa. Đức Phật nói kệ, thân này chẳng phải thân, người ấy chẳng phải người, pháp vắng lặng cũng vậy, tuệ cũng không chấp vướng. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc còn thực hành để được trí phương tiện thiện xảo, tùy theo căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp. Những gì là bốn? Một, chánh đắc thần thông. Hai, được trí tuệ không chướng ngại. Ba, được đạt được trí tuệ biện tài. Bốn, thề nguyện luôn thanh tịnh. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để đạt trí phương tiện thiện xảo tùy theo căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp. Đức Phật nói kệ, đã đạt được thần thông, trí tuệ không chướng ngại, trí biện tài như vậy, hạnh nguyện đều thanh tịnh, thấy biết căn cơ người, ứng hợp mà thuyết pháp. Người nghe tự lãnh thọ, không nghi ngờ giải thoát. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để hội nhập vào pháp môn giải thoát, ở trong sinh tử mà không bị sắc dục lôi cuốn. Những gì là bốn? Một, an trụ nơi pháp không, nếu thấy người bị trói buộc liền độ thoát cho họ. Hai, đối với chỗ vướng mắc nơi các hành cũng giúp họ giải thoát. Ba, đã đạt được vô nguyện an ổn, khẳng định việc giáo hóa tất cả chúng sinh. Bốn, đối với phương tiện thiện xảo, dùng trí tuệ thể hiện các pháp. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để hội nhập vào nẻo giải thoát ở trong sinh tử mà không bị sắc dục lôi cuốn. Đức Phật nói kệ, là chứng đắc pháp không, thoát khỏi sự trói buộc, vô tướng được thành lập, vượt khỏi mọi chấp trước, là chứng được vô nguyện, an vui và quyết định. Tùy chỗ ở chúng sinh, giáo hóa cho tất cả, dùng quyền tuệ dạy người, trụ vào cửa giải thoát, không dừng cõi vô sắc vào thẳng nơi Niết Bàn. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để đạt được phương tiện thù thắng, chế ngự sự cao ngạo, những gì là bốn. Một, thấy biết khắp các pháp giới. Hai, hiểu rõ nguồn gốc của sinh tử, dùng pháp để độ thoát muôn loài. Ba, biết thân là nguồn gốc của tham dục.
4. Tu tập đạt đến giải thoát, không nghi ngờ các pháp. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để được phương tiện thù thắng, chế ngự sự cao ngạo. Đức Phật nói kệ, quán khắp đều thấy biết, tất cả các pháp giới, tâm không có hạn lượng, đã thấy sự bình đẳng. Nếu nơi gốc của thân, ở dục mà tự tại, dùng phương tiện thù thắng, ứng hợp đề thuyết pháp, tất cả không chấp trước, các pháp đều vắng lặng, không sinh cũng không khởi, mọi hiện hữu đều diệt, không kiêu mạn tự đại, chế ngự mọi cao ngạo, dùng các trí phương tiện, khiến nhập vào Niết Bàn. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để được phương tiện nhân duyên, nhận biết các việc đã làm, những gì là bốn. Một, nhờ bố thí nó được phước, đức giàu là giàu sang. Hai, nhờ trì giới nó được sinh lên cõi trời. Ba, nhờ học rộng nó được trí tuệ lớn. Bốn, nhờ tu chỉ quán nó sẽ liền sinh tử. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để được phương tiện nhân duyên, nhận biết các việc đã làm. Đức Phật nói kệ, bố thí được giàu sang, đó chính là phước báo. Trì giới được sinh thiên, đó chính là phước báo. Học rộng không tham dục, tuệ lớn là phước báo. Thiền định không chấp trước, đó chính là phước báo. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để được phương tiện về giới luật, sẽ liệt các kiến chấp. Những gì là bốn? Một, đối với pháp thường, tâm không chấp trước. Hai, đối với pháp vô thường, ý không thay đổi. Ba, thấy rõ pháp sinh khởi và nguồn gốc của sinh tử đều là do 12 nhân duyên hòa hợp mà sinh ra. Đã thấy biết như vậy rồi thì nên không còn tạo tác về sinh tử. 4. Thấy các pháp sinh diệt và sinh tử diệt. Hiểu rõ chính là do 12 nhân duyên tan rã hoại diệt. Đã thấy biết như vậy rồi thì ở trong ba cõi không còn tạo tác nghiệp hoại diệt. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để được phương tiện nơi giới luật, sẽ liệt các kiến chấp. Đức Phật nói kệ, đối với kẻ chấp thường, chỉ rõ việc vô thường, ở trong nẻo vô thường mà hiện bài chánh pháp, hoặc vì hết thảy người, và nói nghĩa nhân duyên, người nghe 12 pháp, tâm đều được thanh tịnh. Khắp tất cả 10 phương, Thế Tôn đều thuyết giảng, si là gốc sinh tử, theo đó mà phát sinh, các pháp sinh khởi ấy, cũng hoàn toàn không diệt, nhân duyên đã dứt hết, không còn 12 duyên. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để đạt được phương tiện khéo léo, có giúp tất cả các loài. Những gì là bốn? Một, xem tất cả chúng sinh đều là chỗ thân thuộc, nhằm để chỉ dạy đạo. Hai, công đức đã tạo nên phải luôn tinh tấn thực hiện. Ba, ở trong sinh tử mà cầu đạt Niết Bàn. Bốn, tùy theo sự ưa thích của chúng sinh để độ thoát, thực hành theo phương tiện thiện xảo, không bị ái dục làm cấu uế. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để đạt được phương tiện khéo léo, cứ giúp tất cả chúng sinh. Đức Phật nói kệ, khi tất cả chúng sinh trụ vấn đạo Bồ Đề, những công đức đã tạo không có ý muốn dừng, ở trong chúng sinh tử mà cầu đạt Niết Bàn, theo mong muốn của họ, nhân đó mà cứu độ. Tâm ý thường nhớ nghĩ, gần gũi nơi pháp này, nhờ phương tiện thiện xảo, hiểu rõ hết tất cả. Chỉ thường muốn cứu giúp vô số các quần sinh, nắm vững nhất thiết trí, đều mong chống chứng đắc. Là nữ thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để đạt được nguyện an lành, thân ý luôn thanh tịnh, những gì là bốn. Một, không tham lam kiêu kỵ. Hai, khi bố thí không lựa chọn phân biệt. Ba, kiên trì giữ giới, hành động của thân ý thường nguyện hợp với đạo. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để đạt được nguyện an lành, thân ý luôn thanh tịnh. Đức Phật nói kệ, chất phát không keo kiệt, giữ giới tịnh không lỗi, trụ vấn không lay động, ví như núi Tu Di. Hành động của thân ý thường nguyện ở nơi đạo, nên được sự an lành, không lâu sẽ chứng đắc. Là nữ thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để được diệu lực nhẫn nhục, tâm không còn sân hận, những gì là bốn. Một, đối xử với tất cả mọi người như cha mẹ thương con, cũng như thân mình không khác. Hai, nếu bị đánh cắt chích, làm cho thân chịu đủ các thứ khổ thì xem như không có thân, không có lo buồn. Ba, điều rõ pháp không, nên xa lìa các kiến chấp. Bốn, thường tự ăn năn các việc làm ác của thân, thấy lỗi lầm của người khác thì không luận bàn. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để được diệu lực nhẫn nhục, tâm không còn sân giận. Đức Phật nói kệ, xem chúng sinh như mình, như cha mẹ thương con, thường dùng tâm đại từ, giáo hóa khắp muôn loài, nếu khởi tâm sân giận, biết cách diệt trừ ngay, để hiểu rõ pháp không, nên nhẫn nhục đệ nhất. Nếu thân làm xấu ác, thường phải tự ăn năn, thấy lỗi lầm của người, hoàn toàn không xen vào. Với tất cả chúng sinh,
ta đều độ thoát hết, ngay cả lúc trong mộng chưa từng khởi tâm sân. Lại nữa, thiên tử Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để được các pháp ba la mật đạt tới bờ giải thoát, những gì là bốn: một, tạo vô số phước đức; hai, chỗ tạo tác nơi trí tuệ là không cùng tận; ba, dùng một pháp ba la mật để làm viên mãn các pháp ba la mật khác; bốn, phát tâm tạo các công đức nhưng không mong cầu gì khác, chỉ cầu chứng đạt nhất thiết trí. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để đạt được các pháp ba la mật đạt tới bờ giải thoát. Đức Phật nói kệ: ta phước đức không chán đủ, do các dòng chảy về biển tụ tập trí tuệ vô cùng, nên đã an trụ Phật thừa, chỉ dùng một ba la mật viên mãn các ba la mật, phát tâm thực hành các việc thường mong cầu nơi chánh đạo để vượt sang bờ giải thoát. Các ba la mật cũng vậy, liên nhập vào thành niết bàn, được như vậy chẳng gì khó. Lại nữa, thiên tử Bồ Tát có bốn việc cần thực hành đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh bị thiếu thốn, những như là bốn: một, có kho báu vô tận; hai, có giáo pháp vô cùng; ba, đạt được thần thông; bốn, tâm bình đẳng như đại địa. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh bị thiếu thốn. Đức Phật nói kệ: kho phước đức là vô cùng, giáo hóa, pháp giáo hóa cũng vô tận, đạt trí thần thông vô ngại, tâm bình đẳng như đại địa. Pháp ấy thật khó suy lường, đã được an trụ nơi đạo, người ấy tạo nhiều lợi ích, liền mau chứng Phật đạo. Lại nữa, thiên tử Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để được mọi người trong thế gian cung kính, những gì là bốn: một, tu tập bốn phạm hạnh; hai, thực hành bốn ân để có giúp chúng sinh; ba, đạt trí tuệ về bốn đế; bốn, đạt được bốn biện tài vô ngại: một là nghĩa vô ngại, hai là pháp vô ngại, ba là từ vô ngại, bốn là giáo thuyết vô ngại. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để được mọi người trong thế gian cung kính. Đức Phật nói kệ: trụ bốn phạm hạnh thanh tịnh, thường ưa thực hành bốn ân, đạt trí tuệ và bốn đế, đem ban bố cho mọi người. Do ân này được độ thoát, nên tuyên giảng và giao và trao truyền. Nhờ thực hành bốn ân ấy, nên được mọi người cung kính. Lại nữa, thiên tử Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để đạt trí tuệ sáng suốt, được mọi người khen ngợi, những gì là bốn: một, hiểu biết tất cả không phải phạm giới, không còn nghi ngờ; hai, được an lạc nơi thiền định, không bị não hại; ba, đạt thiền định các căn vắng lặng; bốn, tự mình được an ổn, không còn tham đắm, việc làm không tổn hại, chứng được trí tuệ. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để có trí tuệ sáng suốt, được mọi người khen ngợi. Đức Phật nói kệ: nghe đầy đủ rồi tọa trì, nhờ trì giới được giải thoát, người như vậy không còn nghi, được an vui nơi thiền định, tự mình ở chốn vắng lặng thì các căn được yên tĩnh, thân an ổn, không còn tham, chứng trí tuệ không tổn hại. Lại nữa, thiên tử Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để đạt được công đức không cùng tận, những gì là bốn: một, đức tin được đầy đủ; hai, tinh tấn được đầy đủ; ba, đại bi được đầy đủ; bốn, công đức đã tạo chỉ dốc mong cầu đại thừa. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để đạt được công đức không cùng tận. Đức Phật nói kệ: dùng lòng tin kiên cố, không gì làm lay động, thường tu hành tinh tấn nên được năng lực lớn, đại từ không cùng tận, đại bi vô cùng cực, thường vì các chúng sinh thực hành đạo cao cả. Nhờ như vậy cho nên được công đức vô tận, dần dần được tăng trưởng, đạt đến chỗ không lường. Như lúc mặt trăng tròn, sáng ngời không tì vết, thường ở trong các sao, ánh trăng không bị che. Lại nữa, thiên tử Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để giữ vững pháp căn bản, đạt đến quả vị Phật. Những gì là bốn: một, lời nói ra hợp với thân ý; hai, thọ trì pháp chánh yếu; ba, tâm an ổn, được trụ nơi đạo; bốn, ý vững chắc như kim cang. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để giữ vững pháp căn bản, đạt đến quả vị Phật. Đức Phật nói kệ: lời đã nói ra, hợp ước việc làm, đều được yêu kính, phụng trì chánh pháp, tâm đại an trụ nơi đạo Bồ Đề, thân được vững chắc giống như kim cương. Như thế gọi là thực hành bốn việc. Bậc trí sáng suốt thường tu pháp này, tâm không do dự vì đã đặt định, trụ vững pháp yếu, hội nhập cõi Phật. Lại nữa, thiên tử Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để thường làm bậc tôn quý, nắm vững các pháp mà được tự tại, những gì là bốn: một, được năng lực của trí tuệ, không do sức của lực mà có; hai, đạt được diệu lực của trí tuệ sáng suốt, lìa bỏ ngu si mê mờ; ba, tâm được tự tại, không bị ma dẫn dắt; bốn, đã đạt được các pháp tổng trì, tùy theo sự ưa thích của mọi người để thuyết pháp. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để thường làm việc tôn quý, nắm vững các pháp mà được tự tại. Đức Phật nói kệ:
đạt được trí tuệ dũng mãnh, không lệ thuộc sự ham muốn, trí tuệ sáng diệt ngu si, vượt thoát khỏi các kiến chấp, tâm tự tại, ma điều phục, được tổng trì, giỏi hỏi đáp, dạy bảo người, không hại mình, cho nên mau được quả, được đạo quả. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành với sự hành hóa, liền được tôn xưng là bậc thầy. Những gì là bốn? Một, không sân giận. Hai, thường cung kính mọi người. Ba, không dâm dật. Bốn, ý thuần thục. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành với sự hành hóa, liền được tôn xưng là bậc thầy. Đức Phật nói kệ: Tâm niệm không sân giận, thường giữ sự cung kính, thuần thục đạt đến đạo, bậc thầy ban trí tuệ, khéo bày các phương tiện, đời đời được tôn quý, thế gian đều quy ngưỡng, tất cả cung kính lễ. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để nắm vững các việc, không việc gì là không tỏ rõ, những gì là bốn. Một, trí tuệ đã thông suốt, tự tại trong trí tuệ không nơi chốn nào không đạt tới. Hai, âm thanh nói ra đều được chư Phật mở trong mười phương nghe và tán thán. Ba, xa lìa các pháp không có công đức. Bốn, các chánh pháp có công đức đã đạt được Phật ấn chứng. Đó là bốn pháp Bồ Tát cần thực hành để nắm vững các việc, không việc gì là không tỏ rõ. Đức Phật nói kệ: Thần thông đã đạt được, tự tại trong mọi cảnh, trí tuệ thật rộng lớn, khắp cả như hư không, hết thảy các Như Lai đều nghe âm thanh ấy, đáp lại thấy đầy đủ, tiếng ấy không thuyết giảm, các việc không công đức, thảy đều nên xa lìa, vui mừng được an lành, tạo nên mọi công đức. Người an trụ như vậy, làm rạng rỡ Phật Pháp, ở trong công đức ấy đều không tổn hại mình. Lúc Đức Phật giảng nói bốn pháp này rồi, thì có 12.000 người phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng, có 5.000 Bồ Tát chứng đắc Pháp Nhẫn Vô Sinh. Bây giờ tam thiên đại thiên thế giới đều hiện đủ 6 cách chấn động, ánh sáng lớn ấy soi chiếu khắp tất cả. Phật thuyết tu chân thiên tử kinh quyển 2, phẩm 2, đáp về nghĩa pháp. Thiên tử tu chân họ Bồ Tát Văn Thù xin lỗi: Như Lai đã vì tôi mà nói về phần pháp gồm 32 sự việc, xin nguyện Bồ Tát giảng lại một lần nữa cho tôi được nghe hiểu. Thế nào là Bồ Tát đối với đại thừa được tâm ý luôn tin tưởng không quên? Bồ Tát Văn Thù xin lỗi đáp: Tự bằng sát kỹ để tin tưởng chứ không theo sự chỉ dẫn của người khác. Thế nào là việc làm kiên cố của Bồ Tát? Chế ngự từ bỏ các dục. Thế nào là Bồ Tát đạt được phước đức tối thắng? Biết rõ pháp giới không lay động. Thế nào là Bồ Tát được các hành không chướng ngại, không bị sự mê hoặc của các nhập? Thế nào là Bồ Tát xa lìa vô minh phiền não, biết rõ nền tảng của pháp giới đều thanh tịnh? Thế nào là Bồ Tát nhập vào biện tài dũng mãnh, xa lìa các sự sợ hãi, mong cầu lựa chọn các pháp mà không chấp giữ nơi mà hình tướng? Thế nào là Bồ Tát đạt được ý nghĩa đa lãnh hội, nương vào đấy mà giữ gìn, nhận biết rõ các pháp vốn vắng lặng? Thế nào là Bồ Tát được nương nơi pháp thâm diệu, đã biết an trụ nơi pháp giới? Thế nào là Bồ Tát được thuận theo giáo pháp của Thế Tôn, không lệ thuộc vào âm thanh? Thế nào là Bồ Tát luôn thuận hợp với giáo pháp, đạt được các môn giải thoát? Thế nào là Bồ Tát không còn lỗi lầm đối với các pháp môn, chẳng lay động? Thế nào là Bồ Tát hàng phục các ma, dùng pháp không để thấu tỏ ái dục mà cầu đạo? Thế nào là Bồ Tát được trí không ai sánh bằng? Đạt được pháp của chư Phật rồi, thì thấy đều dốc sức thọ trì. Thế nào là Bồ Tát không bị pháp thế gian làm cấu nhiễm, tùy theo pháp thế gian mà hành hóa, nhưng không hề đắm nhiễm? Thế nào là Bồ Tát đạt được hành sâu xa, đối với pháp không, chẳng hề sợ hãi? Thế nào là Bồ Tát nhận biết được nguồn gốc của phương tiện thiền xảo, đối với sáu trần đều thấy rõ nguồn gốc của chúng? Thế nào là Bồ Tát đạt đến các môn giải thoát, đối với tất cả pháp môn đều giảng nói về sự giải thoát? Thế nào là Bồ Tát đạt được phương tiện đặc biệt, ở trong sinh tử mà đạt được Niết Bàn, ở trong Niết Bàn thấy rõ con đường sinh tử? Thế nào là Bồ Tát đạt được phương tiện nhân duyên, biết các việc làm, trụ nơi vô số cõi, thấy đều thấy tất cả pháp? Thế nào là Bồ Tát đạt được phương tiện nơi giới luật, không còn lệ thuộc nơi tất cả pháp? Thế nào là Bồ Tát đạt được phương tiện thiện xảo, thuận theo việc làm của thế gian, không xa lìa, nhưng cũng không đắm nhiễm? Thế nào là Bồ Tát được nguyện an lành, chứng được đạo trí? Thế nào là Bồ Tát đạt được diệu lực của nhẫn nhục? Từ xưa đến nay ở trong Niết Bàn, đều nhận biết rõ các pháp.
Thế nào là Bồ Tát đạt đến bờ giải thoát? Nhận biết tất cả các pháp. Thế nào là Bồ Tát làm lợi ích cho tất cả chúng sinh? Nhận biết rõ pháp giới là vô tận. Thế nào là Bồ Tát được mọi người yêu mến? Thấy rõ cõi của chư Phật không có hình sắc. Thế nào là Bồ Tát được mọi người khen ngợi? Đối với các pháp không cho, đây là của ta, đây chẳng phải là của ta. Thế nào là Bồ Tát đạt được công đức không cùng tận? Nhận biết rõ các pháp bình đẳng như không. Thế nào là Bồ Tát đạt được pháp căn bản kiên cố? Đối với pháp giới không có gì, không gì có thể hủy hoại được. Thế nào là Bồ Tát được xem là bậc tôn quý, vô tâm mà nhận biết tất cả tâm? Thế nào là Bồ Tát được xem là bậc thầy, đối với các pháp không nhớ nghĩ, cũng không có xả bỏ? Thế nào là Bồ Tát có thể hiểu rõ các pháp, nhận biết rõ các pháp là không lương, không tựa, không đến, không đi? Vì thế này tiên tử, Bồ Tát hiểu rõ được các pháp. Lúc Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giảng nói rõ việc như vậy, được có 8 vạn Bồ Tát chứng được pháp nhẫn vô sinh. Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: lành thay, lành thay, như chỗ ông đã giải thích phân biệt các pháp thật là thích hợp. Phẩm 3. Nói về pháp thuần thục. Bây giờ thiên tử Tu Chân lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: thưa nhân giả, pháp của tôi thưa hỏi là thuần thục chăng? Đối với sự tham muốn không nhàm chán ở thế gian, tâm phải nên xa lìa. Quán xét pháp sâu xa, đó là sự thấu rõ tính chất thuần thục của các pháp. Theo chỗ hỏi của ông, tôi đã giải đáp, để nào lại có pháp thuần thục sao? Này thiên tử, pháp không thuần không thục. Vì sao? Vì pháp không có hình tướng. Pháp không thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sự thấy của mắt không đạt đến chỗ vi diệu tận cùng. Pháp không có tác giả. Vì sao? Vì không có sinh khởi. Pháp không có đường đi. Vì sao? Vì vô ngã và không có ngã sở. Pháp, các pháp bình đẳng. Vì sao? Vì các pháp thấy đều như hư không. Pháp không thể tụ đắc được. Vì sao? Vì không đối đãi. Pháp là thường trụ, không đến, không đi, không ngữ, không ngôn, không khen, không chê, lìa mọi sự khen chê, không theo dệt, không trang sức, không xấu, không thô, không rỉ, không chảy, không bù, không nạp. Vì sao? Vì vượt qua mọi nẻo hành của ma. Pháp không xui không lớn. Vì sao? Vì sẽ lìa mọi sự sinh diệt. Pháp không xứ không trụ. Vì sao? Vì gắn liền với pháp giới. Pháp không còn sợ hãi. Vì sao? Vì không bị mê lầm. Pháp dứt mọi sự ưa thích. Vì sao? Vì xa lìa mọi sự kiêu mạn. Pháp dứt hết cao ngạo. Vì sao? Vì luôn dựa theo sự vắng lặng. Pháp luôn dựa theo sự vắng lặng. Vì sao? Vì lìa mọi tưởng niệm. Pháp dứt hết các niệm. Vì sao? Vì đã hàng phục ngoại đạo. Pháp không còn cảnh giới luân hồi. Vì sao? Vì đã lìa bỏ dâm dục, sân giận, ngu si. Pháp là không. Vì sao? Vì xưa nay vốn thanh tịnh. Pháp là vô tướng. Vì sao? Vì không có âm thanh tên gọi. Pháp là vô nguyện. Vì sao? Vì không do thức tạo lập. Pháp không có tạo lập. Vì sao? Vì không có cảnh giới. Pháp không có chỗ nương tựa. Vì sao? Vì không có đối lập. Pháp không lay động. Vì sao? Vì luôn an trụ vững chắc. Pháp vô ngã. Vì sao? Vì pháp là không diệt. Pháp là không người. Vì sao? Vì xưa nay không có nơi trốn sinh ra. Pháp là vô thường. Vì sao? Vì không có chỗ giấy khởi. Pháp không có đối tượng được giấy khởi. Vì sao? Vì luôn gắn liền với không có chỗ phát sinh. Pháp không có chỗ sinh. Vì sao? Vì dứt mọi tưởng về khổ. Pháp không có tưởng. Vì sao? Vì xa lìa các tướng. Như vậy này thiên tử, đó là nghĩa thuần thục của pháp. Thiên tử lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: pháp không thật có, cũng không có chỗ chính yếu, vì sao nhân giả lại nói đến ý nghĩa của pháp thuần thục? Đáp: lành thay, lành thay, như lời ông nói không khác. Pháp không sở hữu chính là ý nghĩa thuần thục. Vì sao? Vì không có hành động của thân miệng ý. Đó là sự thuần thục của pháp. Vì sao này thiên tử? Vì pháp không sinh diệt. Có sinh diệt thì thân và ý khác nhau, tức là tâm hành động không đúng lúc. Thiên tử lại hỏi: làm sao biết được tâm hành động không đúng lúc? Đáp: này thiên tử, có thân là có sự ràng buộc của sáu trần, đền chấp có thường, tức là biết tâm hành động không đúng lúc, biết pháp cầu tên gọi đó là chấp vào âm thanh tiếng vang, theo nỉu tà, tức là tâm hành động không đúng lúc, biết pháp và tăng mà chấp vào quả chứng đắc, tức biết tâm hành động không đúng lúc, biết gốc ái dục do tưởng tà tạo nên, đó là biết tâm hành động không đúng lúc, biết giới mà xa lìa sự tịch tỉnh, tức biết tâm hành động không đúng lúc, dứt bỏ ba đường ác để được ra khỏi, đạt được phước đức của hàng trời người, tức biết tâm hành động không đúng lúc.
Tâm chưa điều phục mà muốn bố thí, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Ý không vắng lặng mà muốn trì giới, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Ý còn nương tựa mà muốn nhẫn nhục, tức là tâm hành động không đúng lúc. Ý không thanh tịnh mà muốn tinh tấn, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Nhiều sự nhớ nghĩ, vui thích mà quên thiền định, tức là biết tâm hành động không đúng lúc. Tự đại, cao ngạo mà cầu trí tuệ, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Còn chấp ngã sở mà muốn thực hành hạnh từ, đó là tâm hành động không đúng lúc. Chỉ do dự mà muốn thực hành hạnh bi, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Rơi vào chỗ chứng đắc bốn quả mà muốn thực hành hạnh hỷ, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Chấp có thân mà muốn thực hành xả, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Thân không thọ nạp, xúc chạm, mà ý muốn nhớ nghĩ đến các pháp không dừng, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Rõ các pháp sinh diệt mà không đoạn trừ, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Thân ý cùng nương tựa, không ứng hợp với thần túc, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Dùng sáu trần nương vào năm căn, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Dùng lực của kiến chấp nương tựa vào năm lực, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Không nhận biết về, hủy bán giác chi, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Nhớ nghĩ về ái dục, tham muốn không lương tự tương ứng với tám đạo, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Đối với khổ trí mà có nghi ngờ, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Đối với tập mà còn nghi ngờ, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Đối với diệt có nghi ngờ, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Còn ở thế tục mà muốn hội nhập nơi đạo, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Như vậy này thiên tử, giữ gìn tâm thanh tịnh mà thường chấp trước thì biết đó là tâm hành động không đúng lúc. Thiên tử lại hỏi, thế nào là biết tâm hành động đúng lúc? Đáp này thiên tử, tâm bình đẳng như hư không, đó là biết tâm hành động đúng lúc. Lại hỏi thế nào là tâm như hư không? Đáp, như hư không, không có tâm, tâm ấy cũng như vậy, đó là tâm bình đẳng như hư không. Hỏi, ai có thể tin tâm đó bình đẳng như hư không? Đáp, này thiên tử, người chấp nơi ta và người thì người đó không tin. Thiên tử lại hỏi, chấp ngã và ngã sở là thế nào? Đáp, tâm bình đẳng như hư không mà muốn tăng trưởng vượt qua tâm ấy. Lại hỏi, tăng trưởng vượt qua là thế nào? Đáp, người chấp có thường nên muốn vượt hơn tâm ấy, người chấp vô thường cũng muốn vượt hơn tâm ấy, người chấp khổ muốn vượt hơn tâm ấy, người chấp lạc muốn vượt hơn tâm ấy, người chấp ưu sầu muốn vượt hơn tâm ấy, người không chấp ưu sầu cũng muốn vượt hơn tâm ấy, người chấp có thân muốn vượt hơn tâm ấy, người chấp không có thân cũng muốn vượt hơn tâm ấy, người chấp không vô tướng vô nguyện cũng muốn vượt hơn tâm ấy. Tất cả các pháp là huyễn mộng, như bóng trăng trong nước, tiếng vang, những ví dụ như vậy đều muốn vượt qua tâm ấy. Như cho phép là có nơi chốn, liền có thể tăng trưởng thêm sự dâm dục sân hận ngu si mà là muốn vượt hơn tâm ấy. Hiện bày rõ các việc khen ngợi về niết bàn là muốn vượt hơn tâm ấy. Như vậy này thiên tử, đó là người chấp ngã và ngã sở. Thiên tử lại hỏi, thế nào là đạt được sự không giận dữ và không tham lam? Đáp, ra khỏi sinh tử, trụ nơi niết bàn, rồi trở lại thế gian, diệt trừ của các ái dục mà hành hóa, thanh tịnh, ở nơi diệt mà hoàn toàn không diệt hết. Đối với sự sinh chưa từng có chỗ sinh, đối với các hình tướng âm thanh không lấy đó làm sự chướng ngại, diệt được như vậy thì tập hợp có chỗ giải thoát. Tập đã được giải thoát là vượt qua tất cả các pháp, như thế thì công đức ấy không ai hơn được, sự việc không thể nêu bày hết, đó là đạt được sự không giận dữ, không tham lam. Khi giảng nói pháp này, có 32,000 thiên tử đạt được pháp nhãn thanh tịnh, 5,000 tỳ kheo tâm đạt được giải thoát, 1/2,000 Bồ Tát đạt được diệu lực của nhẫn nhục. Phần 4 nói về thanh văn. Lúc ấy thiên tử Tu Chân nói với các đại đệ tử của Đức Phật. Này chư vị, nếu có chỗ nghi ngờ nên tôi hỏi Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi. Trưởng lão Đạt Ca Diếp liền đến trước hỏi Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi. Bồ Tát làm thế nào để thực hành tánh định giải thoát? Đáp, Bồ Tát đối với các pháp thiền như 8 định giải thoát, 4 thiền về không, thiền không sân, các loại thiền ấy đều xem là vốn không, đó là thiền của Bồ Tát. Hỏi, vì sao lại nói như vậy? Đáp, thưa tôn giả Ca Diếp, thân vốn là không, không tạo lập nơi ba cõi, đã rõ chỗ sinh khởi của ái dục thì quyết liệu bỏ. Vì thế, biết thân vốn là không, nên ba cõi không có chỗ tạo lập. Đối với dục không còn vọng tưởng,
tức đã biết rõ lý không mà tạo lập thiền. Như vậy, thưa Tôn giả Ca Diếp, những điều vừa nêu tám định giải thoát, thiền vốn không, thiền không sân, đều là thiền của Bồ Tát. Lúc đó Tôn giả Ca Diếp im lặng. Hiền giả Xá Lợi Phất lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào đạt được trí tuệ vô ngại? Đáp, Bồ Tát đối với những sự chướng ngại mà không sân giận, đối với các sự trở ngại mà không vướng mắc, đối với tất cả ái dục đều thấy biết rõ mà không xa lìa. Vì sao? Vì nhằm cứu giúp cho tất cả chúng sinh, do đó Bồ Tát được trí tuệ vô ngại. Hiền giả Mục Kiền Liên lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào đạt được thần túc? Đáp, thưa Hiền giả Mục Kiền Liên, Bồ Tát đối với pháp vô vi, không chấp có sự thọ nhận, độ thoát địa phục tất cả, Bồ Tát chẳng ở nơi pháp hữu vi, chấp có chỗ thọ nhận. Vì sao? Vì nhậm hộ trì cho hết thảy chúng sinh, do đấy Bồ Tát đạt được đại thần túc. Trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát làm thế nào để biết được pháp hành của người khác? Đáp, thưa trưởng lão Tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với tất cả pháp hành của người khác, thể đều nhận biết rõ tâm đối với việc đạo không nhàm chán, thưa ơ thích thiền định, không cho là đủ, luôn thể hiện hành hóa, đó là Bồ Tát biết được pháp hành của người khác. Hiền giả Phân Nậu Văn Đà Ni Tử lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào thu thập tất cả các nghĩa để thuyết giảng về trí tuệ sáng tỏ? Đáp, thưa Hiền giả Phân Nậu, Bồ Tát chỉ bày rõ tất cả các căn cơ, tuy sự ưa thích của chúng sinh mà giảng nói các đức, chỉ rõ nghĩa, vô thường, khổ, không, vô ngã khiến cho họ biết được điều ấy, là cùng giảng nói về trăm ngàn vô số kiếp sinh tử, đem nghĩa đúng pháp ấy mà chỉ dạy, truyền ra khắp nơi, không để diệt tận khiến mọi người đạt được tuệ như vậy. Đó gọi là Bồ Tát thu thập tất cả các nghĩa và nói rõ về pháp tuệ. Hiền giả Ly Việt lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào để thường ưa thích thiền định? Đáp, thưa Hiền giả Ly Việt, Bồ Tát thu thập thiền định, thể đều nhận biết rõ tất cả các pháp. Đối với người tâm tán loạn mà khởi đại bi, khiến họ phát khởi vô số hành, hành theo thiền, đạt được an lạc, đó là Bồ Tát đạt được pháp thiền. Hiền giả Ubali hỏi, Bồ Tát làm thế nào để có thể thọ trì kho tàng giáo pháp? Đáp, thưa Hiền giả Ubali, Bồ Tát thể đều nhận biết kho tàng giáo pháp là sâu xa, từ xưa đến nay niết bàn là lìa ái dục để chứng đắc, ứng hợp với kho tàng giáo pháp để hóa độ, trao truyền cho tất cả các chúng sinh. Vì muốn họ biết được pháp đó nên chỉ rõ về ái dục, ở trong ái dục khiến họ phát tâm bồ đề, đó là Bồ Tát được tạng pháp thâm diệu. Hiền giả A Na Luật lại hỏi, thế nào là Bồ Tát đạt được tia nhãn nhìn thấy thấu suốt? Đáp, thưa Hiền giả A Na Luật, Bồ Tát đối với các sắc trong mười phương đều nhìn thấy thông suốt. Người có những vướng mắc về sắc thì vì họ thể hiện các pháp mà không hề tham đắm, khiến họ đến với đạo pháp được giải thoát, đó là Bồ Tát đạt được thiên nhãn nhìn thấy thấu suốt. Hiền giả Bạc Cu Lô lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào đạt được các căn tĩnh lặng? Đáp, thưa Hiền giả Bạc Cu Lô, Bồ Tát đối với tất cả các cảnh giới đều thấy như cảnh giới của Phật. Ở nơi cảnh giới của Phật mà thấy các cảnh giới kia là không thật có. Vì thế Bồ Tát đạt được các căn tĩnh lặng. Hiện giả Ưng Quật Ma hỏi, Bồ Tát làm thế nào đạt được các căn thông lợi? Đáp, thưa Hiện giả Ưng Quật Ma, Bồ Tát thấy những điều trái nghịch xấu ác đều xem như đạo pháp, đó là Bồ Tát đạt được các căn thông lợi. Hiện giả Ma Ca Chân Diên lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào có thể phân biệt nhận biết phương tiện của các kinh? Đáp, thưa Hiện giả Ca Chân Diên, Bồ Tát đạt được bốn vô ngại biện. Những gì là bốn? Một nghĩa, hai pháp, ba thứ lớp, bốn giải đáp. Đó là bốn biện tài vô ngại, dùng một đoạn kệ trong 500.000 kiếp. Vì tất cả chúng sinh mà phân biệt giảng nói giáo pháp, sự giáo hóa như vậy luôn gắn liền với pháp vô vi, không nhiễm vướng, đã thanh tịnh rồi thì không còn thoái lui. Bồ Tát giáo hóa đối với các pháp giới không lay chuyển, đối với tất cả các thọ đều có thể thực hiện. Đó là Bồ Tát phân biệt, biết rõ phương tiện của các kinh. Hiền giả Maha Câu Hy La, Câu Hy lại hỏi, thế nào là Bồ Tát đặt ra bốn thứ biện tài vô ngại? Đáp, thưa Hiền giả Maha Câu Hy, Bồ Tát đối với pháp tịch tỉnh đạt được nghĩa ấy rồi, thì đem trao truyền giáo hóa, do an trụ nơi pháp nên dùng pháp để giáo hóa trao truyền, đối với việc làm luôn hoan hỷ, không sân hận, thì dùng thứ lớp để giáo hóa chỉ dạy, theo ảnh hưởng không thể giữ lại, thì dùng giải đáp để giáo hóa trao truyền, đó là Bồ Tát đạt được bốn biện tài vô ngại. Hiền giả La Vân lại hỏi, thế nào là Bồ Tát đạt được giới luật thanh tịnh? Đáp, thưa Hiền giả La Vân, Bồ Tát dùng thiền định của giới thanh tịnh để xử bỏ tất cả sự phạm giới, nhân đấy mà giáo hóa hết thảy chúng sinh, đó là Bồ Tát có thể đạt được giới luật thanh tịnh. Hiền giả A Nan hỏi, thế nào là Bồ Tát đạt được sự hiểu biết rộng khắp,
Đáp: Thưa Hiền Giả A Nan, Bồ Tát đối với tất cả lời dạy của chư Phật luôn ưa thích lắng nghe, lãnh hội, nghe rồi thì y theo nghĩa mà tọa trì, đem chỗ đã nghe chỉ dạy truyền bá, đó là Bồ Tát đạt được sự hiểu biết rộng khắp. Lúc ấy, các đại đệ tử của Phật đều hoan hỷ im lặng. Thiên tử Chu Chân nói với các đại đệ tử của Phật: Các pháp do Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi giảng nói, các vị đã lãnh hội như thế nào? Chúng tôi hãy còn không thể biết rõ về một pháp, huống nữa là lãnh hội ngần ấy pháp như thế. Này các chân giả, có ngần ấy thân, mỗi mỗi đều sai khác, nhưng nghĩa của đạo thì chỉ là một. Các vị đại đệ tử nói, ví như nước chứa trong dấu chân bò, chỗ nhận biết của các đệ tử khác là như thế. Cũng như cái bầu bánh xe ấn xuống mặt đất, chỗ ấy chứa nước thì sự hiểu biết của chúng tôi chỉ là như vậy, so với nước trong biển cả mênh mông, vô bờ bến, sâu thẳm, không đáy. Đối với kiến thức của hàng thanh văn Bích Chư Phật thì Bồ Tát là hơn hết. Thiên tử Tu Chân khen ngợi. Hay thay, lời nói chí thành của chư vị biểu hiện sự khiêm tốn. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, đúng vậy này thiên tử, lời nói của đệ tử Phật không hề kiêu mạn mà chỉ để khen ngợi các Bồ Tát, xét kỹ thật là đúng như thế. Thiên tử hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thưa nhân giả, vì sao nói như vậy? Này thiên tử, như thế là hàng thanh văn Bích Chư Phật dựa vào năng lực tự tin của mình để xả liệt sự kiêu mạn. Còn Bồ Tát thì vượt hơn hẳn hai hạng trên. Bồ Tát luôn gắn liền với Pháp Phật, chính là nẻo hành hóa, dũng mãnh của Bồ Tát. Năng lực tự tin của Bồ Tát là muốn người khác khen ngợi mình chăng? Này thiên tử, như thế là Bồ Tát nhằm dẫn dắt tất cả chúng sinh. Này thiên tử, đúng như vậy. Tại sao cho là như thế? Này thiên tử, như thế tức là Bồ Tát dùng phương tiện để tán thán Phật thừa, chế bỏ thanh văn ở trong đại chúng hiện thân tu tập thuyết pháp giáo hóa, vì muốn cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề, không muốn họ giấy khởi tâm nhỏ hẹp. Vì sao? Vì hướng theo pháp nhỏ hẹp thì chủng tánh của Phật sẽ bị mai hung mục. Do đó giáo hóa tất cả chúng sinh nên xa lìa, không muốn cho mọi người ham thích nơi pháp nhỏ hẹp như vậy. Này thiên tử, như thế là muốn cho chúng sinh đều phát tâm Bồ Tát, cầu pháp đại thừa. Đạt được như vậy thì không có lỗi lầm gì chăng? Này thiên tử, khen ngợi các loại ngọc mani, lưu ly, thủy tinh, trong sáng, không có bẩn là có lỗi lầm sao? Thiên tử thưa, không có lỗi lầm. Này thiên tử, như vậy thì Bồ Tát khen ngợi pháp đại thừa, chứ bỏ pháp thanh văn cũng không có sự thêm bớt. Này thiên tử, ví như con của vị trưởng giả khen ngợi công đức của Chuyển Luân Thánh Vương, chứ bao hạ người bần cùng thấp kém trong cõi nước, lẽ nào không được chăng? Đều có thể được, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, đúng như người lời của Ngài đã nói chăng? Đúng vậy này thiên tử, Bồ Tát khen ngợi pháp đại thừa, chứ bỏ pháp thanh văn mà không bị tổn hại. Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, lành thay, đúng như lời của Bồ Tát đã nêu rất là thích hợp. Vì sao? Này Văn Thù Xá Lợi, khen ngợi pháp đại thừa, chế bỏ pháp thanh văn, tức là chế bỏ tất cả các thừa. Sở dĩ như thế là vì từ pháp đại thừa sinh ra tất cả các thừa khác. Phật thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh, Quyển 3, Phẩm 5, nói về vô ý. Bây giờ thiên tử Tu Chân lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, Bồ Tát căn cứ vào cái gì mà phát tâm Bồ Đề? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, này thiên tử, Bồ Tát dựa theo tất cả dục mà phát tâm Bồ Đề. Vì sao Ngài nói như vậy? Này thiên tử, Bồ Tát ở trong ái dục, luôn cùng với dục mà hành hóa, nhưng không bị lệ thuộc nơi ái dục, nên mới thành tựu đạo quả. Nếu không tùy thuận ái dục thì Bồ Tát duyên dựa vào cái gì để phát khởi tâm Bồ Đề? Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, tâm nhờ vào đâu mà trụ vững nơi đạo? Này thiên tử, do ở trong các pháp của chư Phật mà giữ vững tâm Bồ Đề. Vì sao? Này thiên tử, vì gốc của tâm Bồ Đề là từ nơi pháp của chư Phật mà phát sinh. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, các pháp của chư Phật từ đâu sinh ra? Này thiên tử, các pháp của chư Phật vốn là không, không có nơi chốn giới khởi. Vì sao? Này thiên tử, như hư không vốn là không, từ nơi gốc hư không sinh ra tất cả pháp của chư Phật. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, tất cả các pháp của Phật nhiều lắm chăng? Có thể nhận biết được số lượng không? Này thiên tử, giống như tất cả các pháp, pháp của Phật cũng vậy. Vì sao? Vì Như Lai từ nơi các pháp mà có sự hiểu biết đúng đắn hơn hết. Như thế này thiên tử, cũng như các pháp, số lượng pháp của Phật cũng vậy. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi,
vì sao dâm dục sân hận ngu si gọi là pháp của Phật? Đúng vậy, này thiên tử, tham dâm, giận dữ ngu si chính là pháp của Phật. Vì sao? Vì ái dục là không hiểu biết, do đó phải đem đạo để giáo hóa, trao truyền. Thiên tử hỏi, Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, nắm giữ tánh không của tất cả các pháp thì sẽ được thành Phật chăng? Này thiên tử, tất cả chúng sinh đều sẽ được thành Phật. Xét kỹ là như thế, ông chưa có nghi ngờ. Vì sao này thiên tử? Vì tất cả đều sẽ đạt được đạo quả của Như Lai. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, vì sao đều được thành Phật? Này thiên tử, vì đã hội nhập vào nẻo không và tịch tỉnh. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, làm thế nào để hiểu được tịch tỉnh và không? Này thiên tử, nếu không chứng đắc pháp không thì từ cái gì mà đạt được giác ngộ? Vì pháp không không có đối đãi, không mạnh, không yếu. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, Như Lai thấu tỏ pháp không nên đã chứng đắc đạo quả chăng? Đúng vậy, này thiên tử, như đúng như lời ông nói, pháp không tức là đạo. Phật dạy hiểu rõ lý không tức là hội nhập nơi đạo. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, làm thế nào để hành theo pháp không? Này thiên tử, không tham muốn sắc là hành theo pháp không. Ở nơi cõi dục không hành theo các trần, không hành theo hương, cũng không hành theo cõi sắc. Cõi bơ sắc cũng không hành theo thân, cũng không hành theo tâm. Vì sao? Việc không hành là hành, đó cũng là không. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, Như Lai chẳng muốn, chẳng hành, vốn là hành theo không chăng? Này thiên tử, pháp không của Như Lai cũng là không, pháp ấy không thật có. Đối với ngã cũng vậy, như không chỗ hành, tức là hành của Như Lai. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, đã không thật có thì làm sao để hành? Này thiên tử, như không thật có thì hành theo chỗ không thật có. Chẳng hành theo người khác cho đến đối với người khác cũng không thật có. Hành như thế cũng không thật có. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, dễ như không thật có thì giữ lại những gì? Này thiên tử, cho đến ở nơi tập dâm dục, mà xa lìa dâm dục, gọi là không thật có. Ở trong dâm dục, tập không thật có, tham sân si, dục vô dục đều gọi là không thật có. Đối với dục mà không dựa theo gọi là không thật có. Dùng thân ngã và ngã sở mà trụ nơi hành không thì gọi là không thật có. Nói theo cái không thật có ấy cũng gọi là không thật có. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, vì sao chỗ nơi theo là không thật có? Này thiên tử, nói theo chỗ tịch tỉnh tức là không thật có. Là không là vắng lặng, là không sinh, là không có chỗ giấy khởi. Tịch tỉnh là chỗ nơi theo không thật có. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, vì sao chỗ tạo tác mà gọi là noi theo? Này thiên tử, không có chỗ bị hủy hoại nên gọi là noi theo. Biết rõ các pháp thật có mà không bị cấu nhiễm gọi là noi theo. Không có hạn lượng, bình đẳng như không, đó gọi là noi theo. Xa liệt kiêu mạn, thường soi sáng tất cả, đó gọi là noi theo. Không nhiều cũng không ít, đó gọi là noi theo. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, thế nào là không hiểu rõ pháp cần noi theo? Này thiên tử, không nhận biết pháp cần học gọi là không hiểu rõ pháp cần nói theo. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, thế nào gọi là hiểu rõ pháp cần học hỏi? Này thiên tử, nhận biết được pháp cần học hỏi, tức là hiểu pháp cần nói theo. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, tâm ấy không tin tưởng sai lạc thì tướng ấy như thế nào? Này thiên tử, các hành không bị ngăn ngại là tướng ấy. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, tâm ấy của Bồ Tát không tin tưởng sai lạc thì làm thế nào để báo đáp trọn vẹn ân đức của Đàn Na Thánh Thế? Này thiên tử, tâm ý của Bồ Tát không tin tưởng sai lạc thì gọi là mắt thấy rõ tất cả các pháp, không bị lệ thuộc vào lời dạy của người khác, để có sự tin theo. Tâm ý không tin tưởng sai lạc cũng chẳng báo đáp ân đức của Thánh Thế. Vì sao? Vì từ xưa đến nay thể đều thanh tịnh. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, sao gọi là Bồ Tát cà bỏ râu tóc, không chịu vào chúng, không nghe theo lời dạy của người khác, đó gọi là gì? Sẽ ứng hợp với nghĩa gì? Này thiên tử, Bồ Tát cà bỏ râu tóc, không chịu vào chúng, không theo lời dạy của người khác, đó gọi là bậc cao cả nhất của thế gian. Vì sao? Này thiên tử, chỗ tạo tác nơi pháp vô vi gọi là chúng tăng. Bồ Tát không trụ nơi vô vi, cũng không dứt bỏ vô vi, cho nên gọi là bậc cao cả nhất của thế gian. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, giả sử Bồ Tát chỉ trụ ở vô vi thì có lỗi gì? Này thiên tử, nếu như Bồ Tát chỉ trụ nơi vô vi thì không tạo lớn cho tất cả chúng sinh, lại rơi vào thừa thanh văn để chọn lấy sự diệt độ, đó là lỗi lầm. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, vô vi là thuộc về tám giải thoát, hữu vi là thuộc hàng phàm phu, Bồ Tát trụ nơi hàng phàm phu được xem là bậc cao cả nhất của thế gian chăng? Này thiên tử, không phải vậy, vì Bồ Tát không ăn trụ nơi bậc vô vi, cũng không ăn trụ nơi bậc hữu vi,
cho nên gọi là bậc cao cả nhất của thế gian. Vì sao? Vì Bồ Tát phát khởi các hành để hội nhập nơi hữu vi, không trụ nơi pháp vô vi, chẳng tạo ra pháp vô vi, đó do đó gọi là bậc cao cả nhất trong đời. Trụ nơi hữu vi thì nhận biết được nơi chốn xấu ác, trụ nơi vô vi là nhận biết nơi chốn phát sinh các tuệ, để nhận biết về pháp hữu vi, có thể tạo những xấu ác nên trụ trong ấy. Để nhận biết về pháp vô vi phát sinh trí tuệ thì không dừng lại nơi ấy. Này thiên tử, vì như người nam có sức mạnh dồi dào, dương cung bắn lên khắp vào hư không, thì mỗi tên không trụ giữa hư không, cũng không rơi xuống thấp. Này thiên tử, việc ấy có khó không? Đáp, hết sức khó khăn. Này thiên tử, việc làm của Bồ Tát lại càng khó hơn. Vì sao? Vì Bồ Tát ở trong hữu vi mà không lìa bỏ, đạt được vô vi nhưng không an trụ nơi ấy, mà lại ở trong hữu vi để cứu giúp tất cả chúng sinh. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, sợ sợ hãi của Bồ Tát từ pháp hữu vi mà có hay là pháp vô vi mà có? Này thiên tử, sợ sợ hãi của Bồ Tát từ hai nhân duyên, đó là cũng từ hữu vi, cũng từ vô vi. Vì sao? Vì ở trong hữu vi thì lo sợ về ái dục, ở trong vô vi thì lo sợ về vô dục. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, hầu như Bồ Tát không có ái dục, tại sao lại còn lo sợ? Này thiên tử, ở trong ba cõi mà không bị lệ thuộc là lo sợ, không gắn bó với ba cõi là rơi vào hàng thanh văn. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, thế nào là Bồ Tát đạt được vô sở ý? Này thiên tử, Bồ Tát ở trong hữu vi thường hành theo trí tuệ, dùng trí tuệ thiện xảo để không rơi vào vô vi, đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Này, lại nữa này thiên tử, vì tất cả chúng sinh ở Bồ Tát không xa liều nẻo hữu vi, nhưng do cầu đạo, cầu đạt pháp Phật nên không trụ vào nẻo vô vi, đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát do nhân duyên tạo phước đức, bố thí nên gắn bó với pháp hữu vi, do cầu đạt trí tuệ của Phật nên không rơi vào pháp vô vi, đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát trụ nơi hữu vi là đã an trụ vững nơi thiền định, an trụ nơi trí tuệ thiện xảo, vì từ thiền định xuất là dẫn dắt muôn loài, đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát do dùng tâm Bồ Đề để an trụ nên phát sinh công đức, dùng tâm đại bi bình chắc để có giúp tất cả chúng sinh, đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát an trụ ở chỗ vắng lặng nên biết được việc làm của ma, do đó dùng phương tiện thiện xảo để hằng phục mọi thứ hành động của ma, đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát dùng đại từ để an trụ nhằm thuyết pháp khắp nơi, dùng đại bi để an trụ nhằm thực hiện các loại bố thí, đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát an trụ ở trong sinh tử để vung trồng gốc của Niết Bàn, Bồ Tát an trụ nơi Niết Bàn để nhận rõ gốc của sinh tử, đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát ở trong chỗ chẳng sinh mà làm cho sinh khởi, ở trong pháp hữu vi mà sinh ra, đối với các pháp đều nhận biết được, không tán dương năm ấm và sáu trần, thái đều tới chỗ tịch tỉnh không có đối tượng được sinh ra, đã vắng lặng thì không sinh khởi và tăng trưởng nên ở trong sự sinh khởi, và tăng trưởng mà thấu tỏ không sinh. Nhận biết ái dục nên không bị chúng làm cấu nhiễm, hàng hữu học vô học đều đã vượt hơn, không theo con đường giải thoát của hàng thanh văn, cho đó là kỳ lạ. Hội nhập nơi thân người, ma không từ bỏ pháp thân, ở trong cảnh giới của ma mà hiện thân hành hóa nơi pháp giới, tinh tấn dùng tuệ để hội nhập vào vô vi, dùng trí tuệ thiện xảo để từ vô vi mà trở lại hữu vi. Đối với những việc thuận hợp hay không thuận hợp, đều nên nhẫn nhục đối với sự thể hiện của Đức Phật thường nhớ nghĩ, mong muốn nhìn thấy. Đối với chỗ thể hiện của pháp thì không còn nghi ngờ, đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Phẩm 6. An trụ nơi đạo. Bây giờ, thiên tử tu chân hỏi Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, Bồ Tát làm thế nào để an trụ nơi đạo? Này, thiên tử, Bồ Tát thuyết giảng pháp diệt tham, nhưng không ở nơi ấy, không ở nơi sự diệt ấy để cầu chứng đắc. Bồ Tát thuyết giảng pháp diệt dâm, sân, si, mê và các ái dục, nhưng không ở chỗ dứt trừ đó để cầu chứng đắc. Vì thế này, thiên tử, đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Lại nữa này, thiên tử, Bồ Tát thuyết giảng không, nhưng chẳng dùng pháp không đó để cầu chứng đắc. Thuyết giảng vô tướng, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chứng đắc. Thuyết giảng vô nguyện, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chứng đắc. Thuyết giảng pháp chẳng hòa hợp, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chứng đắc. Thuyết giảng pháp vô sinh, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chứng đắc. Thuyết giảng không nơi chốn sinh khởi, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chứng đắc.
thuyết giảng không hạn lượng, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chứng đắc. Thuyết giảng pháp xa lìa tham, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chứng đắc. Thuyết giảng pháp lìa đối tượng tạo tác, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chứng đắc. Thuyết giảng về pháp diệt trừ các việc, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chứng đắc. Đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Lại nữa này, tương tự Bồ Tát không bố thí là thực hiện đầy đủ bố thí ba la mật. Bồ Tát không trì giới là thực hiện đầy đủ trì giới ba la mật. Bồ Tát có giận dữ là thực hiện đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Tâm biến nhát là thực hiện đầy đủ tinh tấn ba la mật. Tâm tán loạn là thực hiện đầy đủ thiền định ba la mật. Tâm ý ngu si là thực hiện đầy đủ trí tuệ ba la mật. Như vậy này, tương tự đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, vì sao lại nói như vậy? Này thiên tử, có bốn việc không bố thí, những gì là bốn? Một, không sợ bỏ tất cả chúng sinh. Hai, không sợ bỏ tất cả pháp. Ba, không xa lìa tâm bồ đề. Bốn, không xa lìa các công đức. Đó là bốn pháp không sợ bỏ. Tức là thực hiện đầy đủ bố thí ba la mật. Này thiên tử, như thế trì giới là do tâm chưa điều phục. Tâm đã điều phục rồi thì xả giới rồi thì ra khỏi sự tối tâm. Ra khỏi tối tâm rồi thì được sáng suốt. Đã sáng suốt rồi thì được bình đẳng. Đã bình đẳng thì đạt được trí tuệ. Đạt được trí tuệ rồi thì được trí tuệ giải thoát. Này thiên tử, như vậy là dùng sự xả bỏ giới, tức thực hiện đầy đủ trì giới ba la mật. Chính là Bồ Tát thực hiện. Hiện bày việc chê tiểu thừa, khen đại thừa. Đã khen đại thừa là đạt đến đại thừa, nên thực hành đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Này thiên tử, chính vì Bồ Tát đối với thân, miệng ý, không hề dối trá, tức là không biến trễ, đối với pháp ấy, thực hiện đầy đủ là tinh tấn ba la mật. Này thiên tử, chính là Bồ Tát hoặc ngay ở trong mộng, tâm cũng không nhớ nghĩ chấp trước hai bên. Vì sao? Vì Bồ Tát không ưa thích thừa thanh văn và thừa bất chi Phật, đã không ưa thích hai thừa, tức đạt đến đại thừa. Đã đạt đến đại thừa là thực hiện đầy đủ thiền ba la mật. Này thiên tử, tất cả các pháp đều tối tâm, ví như cỏ cây, tường vách ngói đá. Chỗ tối tâm như thế do nhận thức lâu dần mà thành nghĩa, thấp kém, ngu si. Vì thế gốc của tất cả các pháp tối tâm cần phải dùng trí tuệ để giác ngộ, nên trí tuệ có đủ nơi đạo. Đó là thực hiện đầy đủ trí tuệ ba la mật. Này thiên tử, những việc làm thuận hợp như vậy là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát không lìa bỏ đường sinh tử, không cầu nẻo niết bàn. Đối với nẻo niết bàn không đoạn dứt. Đối với đường sinh tử không tạo tác, cũng không chỗ trụ hoặc nhập vào nẻo tệ để xác lập đạo chân chánh. Đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát có giúp tất cả chúng sinh nhằm để cầu đạt tất cả các pháp, nhưng cũng không thủ đắc nơi tất cả chúng sinh, cũng không thủ đắc nơi tất cả các pháp. Vì sao? Vì muốn không sợ bỏ con đường hành hóa của Bồ Tát. Dù giảng nói luôn thành thật, có hiệu quả, đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát biết rõ con đường tu tập của hai thừa không có sự mong cầu để đạt đến đạo quả do thượng Bồ Đề. Biết rõ con đường tu tập của Bồ Tát là đầy đủ các căn, các công đức được viên mãn. Sau đó mới tùy thuận để giáo hóa chúng sinh. Đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát tùy theo chúng sinh tử để tạo tác thuận hợp đều vì sinh tử, nhưng không thọ nhận quả báo từ sinh tử. Bồ Tát hội nhập với cả thân tâm, nhưng không bị cấu nhiễm. Tất cả công đức đều làm vì hạnh nguyện, không thấy rõ, không cũng không bị thoái chuyển nơi đạo. Vì sao? Vì đã thực hiện đầy đủ hết thảy. Đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát ở nơi đạo để cầu đạt đạo mà không chọn giết đổ, đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Thiên tử lại hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, thế nào là Bồ Tát ở nơi đạo mà lại cầu đạo? Này thiên tử, do sinh tử nên gọi là đạo, Bồ Tát cầu đạt đạo để giải thoát cho chúng sinh, mà tất cả đều không thật có, cũng không có chỗ cầu, cũng không có chỗ độ. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, tất cả chúng sinh ở thế gian đã hội nhập nơi đạo là hạnh của Bồ Tát chăng? Này thiên tử, đúng như vậy, tất cả mọi người ở đời đã hội nhập nơi đạo thì gọi là hạnh của Bồ Tát. Vì sao này thiên tử? Tuy Bồ Tát thực hành ở thế gian nhưng không bị pháp thế gian làm cấu nhiễm, thuận theo ái dục mà hiện sự vô dục, không lệ thuộc theo vô dục, nên ở trong sinh tử để thể hiện, biết tất cả các pháp là không sinh, không diệt, là không có sự mong cầu tốt đẹp. Đối với chỗ không tốt đẹp đó mà không cầu chứng đắc,
giữ gìn năm ấm sáu trần, xa lìa năm ấm sáu trần, chẳng phải là đối tượng được nhận thức của ngã. Để biết rõ việc giữ gìn năm ấm sáu trần, nên vì tất cả chúng sinh mà thuyết giảng pháp, năm ấm sáu trần đều là không, không thật có, cũng không thể nhận thức. Đã nhận biết là không thật có nên đạt đến tiền giải thoát, tam muội tam ma địa, hợp lại một khối liền đạt được như ý túc. Tâm được an trụ vững chắc rồi, nên có thể hội nhập khắp tâm của tất cả chúng sinh. Tâm ấy không hề ngăn chặn do ưa thích các việc làm của ma. Bồ Tát không bị các việc ma làm cấu nhiễm, không bỏ cảnh giới của Phật. Đối với cảnh giới của ma thì tùy chỗ tạo tác mà hình hóa. Đối với pháp, giới, xứ thì không bị lay động, thoái chuyển. Đối với cảnh giới của con người thì bố thí giúp đỡ tất cả. Đó là Bồ Tát. Tinh tấn thực hành theo các pháp ở thế gian. Phẩm 7 hạnh Bồ Tát. Bây giờ thiên tử Thu Chân lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thế nào là hạnh tinh tấn của Bồ Tát? Xin Ngài về chúng tôi mà giảng nói. Văn Thù Sư Lợi đáp, này thiên tử, không có đối tượng hành, chính là hạnh cung kính thanh tịnh sâu xa, đều đã được an trụ là hạnh Bồ Tát. Đối với chỗ hiện có, không bị giảm mất. Đối với sự vắng lặng, ý tạo được sự tuần hợp. Ý giữa nơi đạo là hành không quên. Tâm ý bình đẳng là hành bố thí. Tâm ý nhu hòa là hành trì giới. Tâm ý tịch tịnh là hành nhẫn nhục. Tâm ý không biến trễ là hành tinh tấn. Thân tâm vắng lặng là hành thiền định. Đối với pháp giới có thực hành mà không lấm nhiễm là hành trí tuệ. Tâm không thiên lịch là hành từ, không lìa bỏ tất cả chúng sinh là hành đại bi, xem ái dục là vô ngã, chỗ thực hiện đều không, là hành hỷ, an nhiên, vô niệm, gọi là hành xả. Không nguyện sinh vào hàng trời, người là hành thiền định, biết rõ các việc là hành khổ trí, xem ấm như huyễn, nhận biết về duyên khởi, các loại vô minh hành là hành của diệt trí, phân biệt sự tịch diệt là hành của đạo tuệ, không ưa thích. Không ưa tích tụ là hạnh tạo nhân trí tuệ, biết rõ về tịch nhiên là hạnh của duyên tuệ. Đối với nghĩa lý luôn quyết đoán là hạnh kết hợp, nghĩa không chấp ở nơi chốn, dứt bật mọi ngôn ngữ là hạnh dựa theo pháp. Pháp giới không bị hủy hoại là hạnh dựa theo tịch diệt. Danh sắc không thực có là hạnh của y báo, xem các pháp như âm thanh, như tiếng vang là hạnh theo hành dựa theo nghĩa. Thể hiện đủ các tướng tốt là hạnh nương nơi thân tuệ. Thân trang nghiêm đầy đủ tướng tốt là hạnh nương theo giới. Biết tâm người khác là hạnh của thiên nhãn. Làm thanh tịnh các tội là hạnh của thiên nhĩ. Giới thanh tịnh sâu xa là hạnh của tha tâm thông. Các tội đã dứt trừ là hạnh của túc mạng thông. Phân biệt ba đường giữ là hạnh của thần túc. Tâm được tự tại là hạnh vững chắc. Tâm không bị hủy hoại là hạnh chính yếu. Tâm không động, không lay là hạnh an lập. Tâm không kinh, không sợ là hạnh bình đẳng. Tâm thường nhớ nghĩ, không nương tựa là hạnh như hư không. Quan sát nhận biết hết thảy là hạnh như huyễn. Tướng trang nghiêm là hạnh như mộng. Tướng tốt dưới lòng bàn chân là hạnh ánh sáng. Tướng không tích tụ là hạnh ảnh tượng. Tướng không tham đắm là hạnh âm vang. Tướng của nghĩ quyết định là hạnh dọn nắng. Tướng tỉnh ngộ là hạnh không. Tướng phân biệt về thân là hạnh vô tướng. Tướng phân biệt về ý là hạnh vô nguyện. Tướng phân biệt ba cõi là hạnh không hội ngộ. Tướng phân biệt cùng gặp nhau là hạnh hàng phục ma. Tâm ý thức luôn tương quan với nhau là hạnh không đoạn mất ba ngôi báu bền chắc. Tất cả sự tăng trưởng là tướng của hàng thanh văn, là tướng của hạnh. Tâm luôn hành hóa như vậy. Này thiên tử, đó là hạnh nơi con đường tu tập của Bồ Tát. Phẩm 8 phân biệt. Bây giờ thiên tử Tu Chân hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát trụ nơi đạo thuận theo hành đó là đã vượt hơn hàng thanh văn và bất chế Phật chăng? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, đúng vậy này thiên tử, đúng như lời ông nói, hành của Bồ Tát thật sự vượt hơn các hàng thanh văn và bất chế Phật. Vì sao? Vì không tin chấp vào chỗ chứng đắc, cũng không chấp giữ các pháp, cũng không theo hành theo tám bậc, cũng không chấp nơi quả tu đà hoàng, quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả A-la-hán, quả bích chi Phật, cũng không chấp nơi Như Lai, không chấp nơi Chánh Đẳng Giác, không chấp nơi Thế Tôn. Như vậy, này tiên tử, nếu không nhận biết điều ấy, không chấp đó là Bồ Tát thì chính là Bồ Tát, không có pháp thế tục nên chẳng phải pháp dâm dục, pháp giận dữ, pháp ngu si, pháp sinh tử, pháp niết bàn,
Nếu không nhận biết điều ấy mà không chấp, đó là Bồ Tát chính thì chính là Bồ Tát. Thiên tử lại hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vì sao nói như vậy? Do nhân duyên gì mà Bồ Tát tinh chấn đạt đến Pháp Niết Bàn? Văn Thù Sư Lợi đáp, này thiên tử, Bồ Tát tinh hiểu các Pháp, tất cả đều vắng lặng, ở trong dục không tham chấp, không tin theo đạo khác. Vì sao? Vì chỉ tin theo 6 Pháp Ba La Mật, tin rồi thọ trì để giải thoát mọi người bị trói buộc, thương cầu đạt được trí tuệ, ở trong sinh tử không sợ, ở trong Niết Bàn không nhà hải. Đó là Bồ Tát hiểu Pháp chính yếu. Thiên tử hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát có thể thọ chánh Pháp? Văn Thù Sư Lợi đáp, này thiên tử, Bồ Tát đối với tất cả Pháp mà chư Phật đã giảng dạy đều thọ trì, không bị Pháp thế gian lôi cuốn, chỉ lấy đạo Pháp làm lễ sống, đối vấn nơi ý nghĩa Pháp, không trụ nơi ái dục, tức đạt được diệu lực của giáo Pháp, không phải là uy lực của thế tục, đạt được ý nghĩa của giáo Pháp, không chủ nghĩa của nhân của thế gian. Tôn trọng giáo Pháp, không tôn trọng Pháp thế gian, đương theo giáo Pháp, không dựa theo người, nói đúng chánh Pháp, không nói lời phi Pháp, trụ vào chỗ chánh Pháp, không trụ vào chỗ phi Pháp, nhờ Pháp nên có được nhận thức thông suốt, xác đáng, không bị ngăn ngại, biết rõ các Pháp, đạt được Pháp tổng trì, ghi nhớ không quên, dùng 7 thứ quý giá để thực hiện đầy đủ các việc, nương vào tất cả Pháp để được an vui, an trụ nơi Pháp tự tại. Này thiên tử, vì thế Bồ Tát phải hết lòng phụng trì Pháp chánh yếu. Thiên tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát đạt được 8 việc? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, này thiên tử, Bồ Tát ra khỏi 8 nẻo tà, nhờ công đức thanh tịnh thực hành 8 chánh đạo, đầy đủ sở nguyện nên được hòa nhập nơi đạo. Tất cả người đời ở trong 8 nạn đều được an trụ vào đạo. Đối với những chúng sinh không ở trong 8 nạn thì được làm thân nam, luôn nhớ nghĩ về 8 điều giác ngộ, thường nguyện phát tâm Bồ Đề không xả bỏ, đạt được 8 thiền giải thoát, đó là Bồ Tát đạt được 8 việc. Thiên tử hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát chứng đắc quả Tu Đà Hoàn? Văn Thù Sư Lợi đáp, này thiên tử, Bồ Tát xem tất cả mọi người đều trôi nổi theo dòng nước sinh tử vào trong biển cả. Người có sức mạnh đi ngược dòng nước, đoạn trừ dòng chảy sinh tử, không hủy hoại bản nguyện, dứt trừ 3 đường ác. Khi tất cả chúng sinh đều đạt được nơi chốn an ổn, xa lìa mọi nẻo do dự về chân lý, an trụ vào tạng Pháp của Đức Phật, vượt hơn đường đi của hàng phàm phu, đứng vững nơi Pháp Phật, biết rõ bờ sinh tử, hướng đến cửa Niết Bàn, đối với các thế giới là sâu xa đệ nhất, thường lập chí nguyện để hành theo đạo giải thoát, khiến mọi người hướng đến đạo Pháp, có thể hội nhập nơi đạo tràng, xem xét hiện tại, chỉ dạy trao truyền cho mọi người xa lìa sinh tử. Ở trong Pháp Hữu Vi, thể hiện và khen ngợi Pháp Vô Vi, cùng vui thích bậc không thoái chuyển, đó là Bồ Tát chứng đắc quả Tu Đà Hoàn. Thiên tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát chứng đắc quả Tu Đà Hàm? Văn Thù Sư Lợi đáp, này thiên tử, Bồ Tát nhận biết tất cả Pháp trong đời vị lai, chưa xảy ra đi vào trong sinh tử cứu giúp tất cả, vì họ thuyết giảng khiến đạt đến giác ngộ, không chấp nơi Pháp Hữu Vi, cũng không chấp nơi Pháp Vô Vi. Không thấy đến cũng không thấy đi, tuy có thì hiện đến, mà dứt hết ái dục, tuy có thì hiện đi, mà hoàn toàn không tạo tác, đến không trái với chánh pháp, đến mà không theo chỗ dụ của ma, đến thì chẳng tới đạo tràng, đi thì giữ gìn lời dạy của Phật mà thể hiện, nên theo chánh pháp, để có giúp tất cả chúng sinh, khiến họ vượt qua vực sâu sinh tử, được các pháp thần thông vững chắc, không gì có thể hủy hoại, đó là Bồ Tát chứng đắc quả Tu Đà Hàm. Thiên tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát chứng đắc quả A Na Hàm? Văn Thù Sư Lợi đáp, này thiên tử, tất cả đối tượng được nhận thức của Bồ Tát đều tiến triển, không bị các ấm ngăn che, không rơi vào chỗ điên đảo. Đối với sự tiến triển ấy, không đến cũng không đi, hướng tiến triển ấy cũng không theo chỗ phi pháp mà giáo hóa, dứt mọi sợ hãi, không tâm dục, giận dữ, si mê, mọi sự hành hóa thì luôn vượt hơn, viên mãn các pháp Phật. Công đức xưa nay bình đẳng, không khác, hết thảy các việc làm đều hoàn tất, lên được thọ ký, chỗ có thể làm mà không làm được, chỗ không được tự tại, chỗ chúng sinh chưa đến, với đạo thì dùng trí tuệ để độ thoát, ánh sáng giác ngộ không nhờ người khác mà có, đó là Bồ Tát chứng đắc quả vị A Na Hàm. Thiên tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát chứng đắc quả A La Hán?
Văn Thù Sư Lợi đáp, này Thiên Tử, Bồ Tát dứt bỏ mọi thứ sở hữu, chán ngự tham dục, vì tất cả chúng sinh mà thuyết pháp. Đối với người nhiều giận dữ, dùng pháp giáo hóa để hàng phục, khiến người dứt mọi biểu hiện xấu ác. Đối với hạng ngu si, do pháp chỉ dạy, khiến trụ vào lý không, thể đều thấy các pháp, luôn tinh tấn tu tập đối với pháp của chư Phật, tâm không ưa thích pháp thế gian, tất cả mọi hội nhập đều là vô thường, đối với sự cúng dường là việc hơn hết. Ví như hoa sen không nhiễm bùn, các pháp là vô ngã nên không nắm giữ, cũng không có không thực có. Luôn nhớ nghĩ điều ấy mà thọ trì tất cả pháp, dùng trí tuệ phân biệt lý không, theo chỗ ưa thích của mọi người để khiến họ lập chí, chỗ nguyện từ đời trước đều được thực hiện đầy đủ, ý chí vững chắc không lệ thuộc nơi người khác. Tất cả lời nói tốt xấu đều thọ nhận, hoan hỷ, nên luôn quyết định chuyển hóa để hóa độ hết thảy chúng sinh. Đó là Bồ Tát chứng đắc quả vị A-la-hán. Thiên Tử hỏi, thưa đại sĩ, Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát hội nhập nơi hàng thanh văn? Này, Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi đáp, này Thiên Tử, Bồ Tát đối với những người chưa được nghe pháp vì họ mà thuyết giảng, đó là thanh văn. Ở nơi thừa thanh văn không có lòng tin thì khiến tin tưởng. Đối với người chấp trước nơi các pháp thì dùng pháp không sinh, không khởi, giảng giải, khiến cho người nghe, khiến cho người chưa được nghe, chưa nghe được nghe. Đối với những người duyên dựa và nhân duyên thì giảng giải về lý không ngã, không nhân, khiến họ lãnh hội tu tập. Ở trong pháp không thì giáo hóa tính chất rộng lớn của pháp Phật, chỗ tạo ra pháp chính yếu, ví như hư không, khiến người nghe pháp luôn tinh tấn, không bị chướng ngại, không thực hành theo pháp người khác, tự mình thực hành thiền định, tất cả mọi âm thanh của quá khứ, vị lai hiện tại đều hiểu biết rõ, đã dứt bỏ mọi chỗ tạo nghiệp nên công đức đầy đủ, đạt được chỗ dụ về nghĩa của pháp vô tận, biết hết ý nghĩa và mọi hành động của tất cả chúng sinh, dùng trí tuệ để thể hiện, dẫn dắt, tạo lợi ích, tùy theo sự ưa thích của họ để thuyết pháp, khiến họ thông tỏ, dứt mọi kiêu mạn, thường hành theo bản nguyện, đó là Bồ Tát có thể hội nhập vào hạng thanh văn. Thiên Tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát chứng đắc quả vị Bích Chư Phật? Văn Thù Sư Lợi đáp, này Thiên Tử, Bồ Tát đạt được nhân duyên phương tiện, biết các pháp không có ngã, không nhân, không tuổi thọ, không mạng sống, không có chủ tể, mà từ trang nghiêm, các pháp là hư giả không thật có, không có lệ thuộc tướng trạng của nhân duyên. Thí dụ cũng như vậy, biết rõ các nhân duyên, lấy đạo làm sự sống, đối với giáo pháp luôn gắn bó cùng các pháp ba la mật, cùng với mọi sự chấn đắc. Đối với việc thực hành bốn ân nhằm dứt mọi kiêu ngạo, đó là thần thông diệu dụng, biết pháp do nhân duyên nên không chấp đoạn, không tin vào nghiệp ác, nghiệp khác. Giác ngộ đạo bình đẳng, chỗ tin thấy, nhận biết không trái ý mình, không theo công đức của các pháp nhỏ, xác lập pháp lớn, nương theo nhân duyên để thực hành tất cả pháp. Đó là Bồ Tát chứng đắc quả vị Bích Chi Phật. Thiên Tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát làm thế nào để đạt đến quả vị Phật? Văn Thù Sư Lợi, này Thiên Tử, Bồ Tát hiểu biết hết thảy các pháp vốn vắng lặng, nhận biết tất cả vốn không thật có, biết rõ các việc làm xấu ác của cõi trời người, tâm ý nhầm độ chúng độ sinh, nên xa lìa chỗ an vui của riêng mình. Vì sao? Vì Bồ Tát hiểu rõ các trí tuệ, tự mình biết rõ trí tuệ, hiểu các dục là không, tự thân cũng là không. Chỉ trong một niệm thì được giác ngộ, ngoài ra không bị một thứ gì khác làm lay chuyển, thể hiện vô số các việc như trên, đó là Bồ Tát chứng đắc đạt đến quả vị Phật. Thiên Tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát làm thế nào để đạt đến quả vị Như Lai? Văn Thù Sư Lợi đáp, này Thiên Tử, Bồ Tát dùng con đường của Như Lai để chứng đắc, vì Như là chắc thật không hề mất, Như là tạo lập, Như là bố thí, Như là trì giới, Như là nhẫn nhục, Như là tinh tấn, Như là thiền định, Như là trí tuệ, Như là phương tiện thiện xảo, Như là thông tuệ, Như là người chẳng phải là người, hiện làm người lập hành tu tập, đoạn trừ sinh tử, ở trong các hạnh đều vượt hơn hết, vượt qua mọi sợ hãi, đến bờ giác ngộ, đối tượng được vượt qua, không có bên kia, cũng không ở chỗ bên kia, cho đến bên này, cũng không ở chỗ bên này, vì xưa nay tánh vốn thanh tịnh, nên vượt lên hai cõi, sẽ lìa chỗ tối tâm, thấy rõ bình đẳng, đối với chỗ sáng tối sáng vượt khỏi chỗ tâm tối, Như Lai từ không mà đến, dứt trừ mọi cấu uế thì trở về nơi không.
đó là Bồ Tát đã đến quả vị Như Lai. Thiên tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Xá Lợi, thế nào là Bồ Tát được đạt được quả vị Thế Tôn, dứt sạch chốn sinh tử? Văn Thù Xá Lợi đáp, này thiên tử, Bồ Tát tiêu diệt hết ái dục, vượt khỏi sinh tử trong ba cõi, đối với chỗ có thị hiện chỗ không, cứu độ muôn loài, hàng phục các ma. Đối với các nơi chốn vui tú dễ tham đắm thì nên xa lìa, khiến họ buông bỏ gánh nặng, lìa hẳn khỏi những nơi chốn ấy. Thấy khắp những chỗ sinh khởi các điều thiện ác, đã bỏ những chốn vui tích, bỏ tham châm, dùng tâm nhu hòa, tu tập các pháp thiền định, gắn liền với trì giới, thấy hết thảy chỗ ác, nên không vướng mắc, nhập vào các thân, biết tất cả mọi hình tướng, ở chốn sinh tử, dẫn dắt bố thí tại mọi phước đức, thương vui thích cúng dường, lan tỏa khắp ba cõi chưa từng chán bỏ, được mọi người trong ba cõi kính ngưỡng. Đó là Bồ Tát đạt được quả vị Thế Tôn. Thiên tự hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Xá Lợi, thế nào là Bồ Tát đạt được quả vị chánh đẳng chánh giác? Văn Thù Xá Lợi đáp, này thiên tử, Bồ Tát đối với năm tội ngũ nghịch cũng như đối với chánh đạo tâm đều bình đẳng, cho nên tất cả đều giác ngộ bình đẳng. Đối bình đẳng đối với nhận thức và bốn thứ điên đảo, bình đẳng đối với các sự ngăn che của năm ấm, ủ ấm cái, bình đẳng đối với đạo không sai khác, cho nên đều giác ngộ bình đẳng. Bình đẳng đối với dâm dục, nhận dở ngu si, cùng với các dục, cũng bình đẳng đối với đạo, vì thế nên giác ngộ bình đẳng. Đối với pháp của phàm phu, pháp thích hợp tu tập, pháp không thích hợp tu tập, pháp của Bích Chi Phật, pháp của Bồ Tát, đều bình đẳng đối với đạo. Vì thế nên giác ngộ bình đẳng. Đó là Bồ Tát đã đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Thiên tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Xá Lợi, thế nào là Bồ Tát đã đến quả vị Thế Tôn? Văn Thù Xá Lợi đáp, này thiên tử, Bồ Tát dạy dỗ người đời, khiến họ dứt bỏ mọi thứ tham sân si, phát sinh công đức, vì họ chuyển pháp luân. Đối với người nghe giáo pháp đều khiến đều phụng trì, chỉ rõ chỗ phi pháp, vì họ chỉ dạy giáo pháp giải thoát, giáo pháp từ bi, giáo pháp khắp tam thiên đại thiên thế giới, giáo pháp được mọi người nơi thế gian tôn kính, làm chỗ quy về cho tất cả chúng sinh, làm đèn sáng cho tất cả mọi loài, làm ánh sáng tột bậc trong tất cả mọi thứ ánh sáng, làm sự vắng lặng là hơn hết trong tất cả mọi sự vắng lặng, khi tất cả mọi loài dứt hết tưởng chấp, dứt sạch mọi nghi ngờ, chánh pháp, nuôi dưỡng, cứu giúp làm tăng trưởng các thứ công đức, được các hàng chuyển luân, tứ thiên vương, tất đại hoàng nhân, phạm vương lễ kính. Dù bị người ngu coi thường mà không hề oán giận, được người trí khen ngợi, không lấy làm vui mừng, tâm luôn bình đẳng như hư không, Đức Thế Tôn là bậc tối thắng trong thế gian, đó là Bồ Tát đã đến quả vị Thế Tôn. Thiên tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Xá Lợi, thế nào là Bồ Tát hội nhập vào pháp của hàng phàm phu? Văn Thù Xá Lợi đáp, này thiên tử, Bồ Tát đối với chỗ hành của tất cả mọi người, dùng phương tiện thiện xảo để thể hiện, tạo sự ứng hợp với họ mà không biết rõ, không bị đắm nhiễm, vì thế Bồ Tát hội nhập vào pháp của hàng phàm phu. Thiên tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Xá Lợi, thế nào là Bồ Tát hội nhập vào pháp tham dục? Văn Thù Xá Lợi đáp, này thiên tử, Bồ Tát luôn thao thức, dốc hết tâm lực nhằm đạt được pháp Phật, thường hết mực mong muốn để thành tựu tự thân như là thân Như Lai, đem tâm từ hướng đến tất cả chúng sinh, ban bố không hề giận dữ, vì thế Bồ Tát hội nhập vào pháp tham dục. Thiên tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Xá Lợi, thế nào là Bồ Tát hội nhập vào pháp sân hận? Văn Thù Xá Lợi đáp, này thiên tử, Bồ Tát đối với một trong một việc mà thấy đủ 18 việc, xem hai thừa chỉ là phương tiện, ở trong pháp hữu vi thì hiện ái dục, ở trong ác dục, tâm không đắm nhiễm, vì sao? Vì nhằm giáo hóa tất cả chúng sinh, vì thế nên Bồ Tát hội nhập vào pháp sân hận. Thiên tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Xá Lợi, thế nào là Bồ Tát hội nhập vào pháp ngu si? Văn Thù Xá Lợi đáp, này thiên tử, không có hiểu biết đúng đắn gọi là ngu si. Đối với các pháp giới định tuệ, chẳng biết cũng chẳng hiểu, không thực hành cũng không tạo tác, không cũng không bỏ rơi. Vì thế nên Bồ Tát hội nhập vào pháp ngu si để giáo hóa họ. Thiên tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Xá Lợi, thế nào là Bồ Tát hội nhập vào pháp sinh tử? Văn Thù Xá Lợi đáp, này thiên tử, Bồ Tát đối với sinh tử không hề lay động. Vì sao? Vì cầu đạt Phật đạo cho nên an trụ vững chắc, không chuyển,
tất cả các ma không thể tùy tiện quấy phá, đối với tất cả các hành không còn vướng chấp, bình đẳng đối với sinh tử cũng như bình đẳng đối với pháp Phật, không ưa thích pháp nhỏ mà dốc cầu pháp lớn và luôn an trụ. Vì thế nên Bồ Tát nhập vào pháp sinh tử. Thiên tử hỏi: Thưa đại sĩ Văn Thù Sở Lợi, thế nào là Bồ Tát nhập vào pháp Niết Bàn? Văn Thù Sở Lợi đáp: Này Thiên tử, Bồ Tát noi theo các tập tục mà thể hiện con đường Niết Bàn, biết rõ về nguồn gốc của tất cả pháp mà diệt trừ, ở trong Niết Bàn hành hóa mà không trụ vào Niết Bàn, ở nơi Niết Bàn hành hóa nên không bỏ Niết Bàn. Do đó Bồ Tát hội nhập vào pháp Niết Bàn. Phật thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh, quyển 4, phẩm 9, kệ 8. Thiên tử Tu Chân lại hỏi: Thưa đại sĩ Văn Thù Sở Lợi, Bồ Tát làm thế nào đạt được trí tuệ thiện xảo, tự tại đi vào thế tục để giáo hóa chúng sinh? Lúc ấy Bồ Tát Văn Thù Sở Lợi vì Thiên tử Tu Chân mà nói kệ tán thán: Tâm không vướng chấp ái dục, chỉ luôn cầu đạo vô thượng, ý tu tập mắt thấy rõ, đó là tướng của trí tuệ. Khi hết thảy đều phát tâm, thường lập chí nguyện ở đạo, tâm với đạo không xa lìa, như vậy là tướng thiện xảo. Tất cả người cũng không người, có trí tuệ hiểu biết rõ, đã an tịnh chốn vắng lặng, đó gọi là tướng trí tuệ. Các chúng sinh do tụ họp, thọ các thân đều chấp có, dùng đạo đức giáo hóa họ, đó chính là tướng thiện xảo. Thân vốn không cũng như vậy, nơi gốc không chẳng còn chấp, tu ba giải thoát thanh tịnh. Như vậy là tướng trí tuệ. Mọi vật dụng đều ban cho, đầu, mắt, thân và ngọc báu. Vì chúng sinh lập thệ nguyện, đó gọi là tướng thiện xảo. Thích ở chốn vắng thanh tịnh, đối với giới không kiêu mạn, thân miệng ý cũng dứt bạch. Đó là tướng trí tuệ. Tự thân giới đều đầy đủ, khuyên tán thán người trì giới. Phật thành tựu đều từ giới, đó gọi là tướng thiện xảo. Không có ngã, đạt nhẫn nhục, tất cả đại cũng đều không, thân miệng ý không lỗi lầm, đó chính là tướng trí tuệ. Chẳng do thân miệng tạo nghiệp, tâm như thế không loạn động, tất cả pháp đều tịch tỉnh, như vậy là tướng thiện xảo. Với mọi người thường nhẫn nhục, dù nhục mà hay đánh đập, cứu tất cả không thương không bỏ, đó chính là tướng trí tuệ. Tinh hiểu về các phước đức, đều khiến khích cho mọi người, thường xét kỹ hành đúng đạo, như vậy là tướng thiện xảo, luôn thực hành pháp tam muội. Để diệt trừ mọi ái dục, thường tu tập không đắm nhiễm, đó gọi là tướng trí tuệ. Bỏ tất cả để hành thiền, khắp mọi nơi đều hành hóa, thường dẫn dắt cho muôn loài, đó gọi là tướng thiện xảo. Chẳng ở bên này, bên kia, chỉ an trụ nơi trung đạo, mọi kiến chấp nên xa lìa, đó chính là tướng trí tuệ. Đối với không chẳng chán đủ, đó gọi là hiểu về không, thường cứu giúp hết mọi loài, đó chính là tướng thiện xảo. Pháp vô tướng mới thấy Phật, thấy bình đẳng như hư không, nơi sắc tướng không chỗ trụ, đó gọi là tướng trí tuệ. Đã cúng dường vạn ức Phật, là cúng dường các Thế Tôn, thấy đều được tướng tốt Phật, đó gọi là tướng thiện xảo. Pháp thanh tịnh không dâm dục, thấy bình đẳng như hư không, pháp như vậy không chấp giữ, đó gọi là tướng trí tuệ. Để an trụ nơi pháp giới, chỗ tạo lập luôn trọn vẹn, ở nơi ấy không lay động, đó gọi là tướng thiện xảo. Các chúng sinh không thể biết, nghĩa pháp ấy cũng như vậy. Xét cội nguồn thấy đều không, đó gọi là tướng trí tuệ, không chỗ sinh, không chỗ diệt. Đều hiểu rõ tất cả pháp, cũng không đến, cũng chẳng đi, đó gọi là tướng thiện xảo. Chỗ sinh ra thường an ổn, không sắc dục nơi nấm ấm, thường cứu giúp các chúng sinh, đó gọi là tướng trí tuệ. Thường tu tập chốn vắng lặng, không tạo nghiệp pháp vô ngã, luôn tu tập pháp thiền định, đó gọi là tướng thiện xảo. Nơi sấm làng và thành thị, lời dịu dàng để giáo hóa, thuyết giảng pháp không mỏi mệt, đó gọi là tướng trí tuệ. Trong ba đời không khiếp sợ, chốn khổ vui không chỗ trụ, điều phục thân được thanh tịnh, đó gọi là tướng thiện xảo. Trong đại chúng tâm an định, với lo buồn cũng như vậy, đều hiện thân vào chỗ ấy, đều, đó gọi là tướng thiện xảo. Đã thực hành tuệ vô ngại, thường không chấp vào danh tự, như hư không bạc ngôn ngữ, đó gọi là tướng trí tuệ. Trong ái dục, thường hiện thân, trao truyền pháp cho mọi người, thường tán thán ngôi tam bảo,
đó gọi là tướng thiện xảo. Dùng thần thông tạo công đức, tu tam muội điều phục tâm. Mọi cư xử không phân biệt, đó gọi là tướng trí tuệ. Đủ thần thông hiện biến hóa, liền đi đến ức cõi nước, thường cúng dường ức đức Phật, đó gọi là tướng thiện xảo. Xem ấm cái như mộng huyễn, nơi ái dục không đắm sắc. Diệt hết thảy các chúng ma, đó gọi là tướng trí tuệ. Nơi chúng ma mà thị hiện rồi liền xả bỏ, ở trong ấy độ chúng sinh. Đó gọi là tướng thiện xảo. Thường gần gũi cửa giải thoát, đạt không cho tướng vô nguyện, giúp bố thí chỗ cần trí. Đó gọi là tướng trí tuệ. Với người giữ không giận hại, không ngu si được trí tuệ, ngã vô sinh không tăng trưởng, đó chính là tướng thiện xảo. Mà việc làm đã hoàn tất, thường tu tập theo trí tuệ, đã được các ba la mật, đó gọi là tướng trí tuệ. Tuy thị hiện tham dục si, dù trái nghịch với tuệ căn, cũng nhằm cứu giúp tất cả, đó gọi là tướng thiện xảo. Được bình đẳng như Niết Bàn, nên diệt trừ mọi tạp loạn, đã hằng phục được ba cõi, đó gọi là tướng trí tuệ. Ở nơi đời sinh tử này, mọi người đều là bạn bè bạn, tại phước đức không chán đủ, đó gọi là tướng thiện xảo. Tam thánh đạo được tịch tịnh, đó gọi là tuệ Bồ Tát. Trí tuệ cùng phương tiện khéo, theo thừa này được thành Phật. Hành đủ trí tuệ và phương tiện, cũng không sinh cũng chẳng có. Tướng trí tuệ và phương tiện, được trí tuệ không kiêu mạn, trí tuệ phương tiện thiện xảo, lưu hành theo cùng thực hành, như một xe hai bò kéo, hiểu rộng pháp không gì hơn. Phẩm 10. Nói về các thứ đạo. Thiên tử Chu Chân lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, những gì được gọi là con đường tu tập? Văn Thù Xá Lợi đáp, này thiên tử, nơi chốn của ta là con đường tu tập. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, nơi chốn nào là nơi chốn của con đường tu tập? Đáp, này thiên tử, tịch tỉnh là nơi chốn của con đường tu tập. Thiên tử hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, nơi chốn nào là tướng của con đường tu tập? Văn Thù Xá Lợi đáp, này thiên tử, hư không là tướng của con đường tu tập. Thiên tử hỏi, nơi chỗ nào là chỗ dừng lại của con đường tu tập? Văn Thù Xá Lợi đáp, hư không là chỗ dừng lại của con đường tu tập. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, con đường tu tập do ai lập nên? Đáp, này thiên tử, con đường tu tập từ các pháp lập nên. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, nơi chỗ nào là gốc của con đường tu tập? Đáp, này thiên tử, bình đẳng là gốc của con đường tu tập. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, thọ trì pháp gì gọi là con đường tu tập? Đáp, này thiên tử, thọ trì pháp vô ngã, pháp vô nhân là con đường tu tập. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, nơi chốn bình đẳng, nơi chốn nào bình đẳng với con đường tu tập? Đáp, này thiên tử, không có chỗ sinh, không có chỗ khởi, đó là nơi chốn bình đẳng với con đường tu tập. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, con đường tu tập đi đến nơi chốn nào? Đáp, này thiên tử, con đường tu tập đi đến các hành trong tâm của tất cả chúng sinh. Vì sao việc không có chỗ đi, cũng không có chỗ đến? Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, con đường tu tập từ nơi chốn nào phát sinh? Đáp, này thiên tử, đại bi là nơi chốn phát sinh của con đường tu tập. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, vì sao tâm đại bi là chỗ phát sinh của con đường tu tập? Đáp, này thiên tử, độ thoát cho tất cả gọi là đại bi và là nơi phát sinh của con đường tu tập. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, con đường tu tập từ cái gì để cầu đạt giải thoát? Đáp, này thiên tử, con đường tu tập từ nơi tất cả ái dục để cầu đạt giải thoát. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, thế nào là từ nơi ái dục có thể sinh ra con đường tu tập? Đáp, này thiên tử, thực hành làm thanh tịnh tám con đường chân chánh nên phát sinh con đường tu tập. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, vì sao thực hành tám con đường chân chánh là cùng hợp với ái dục? Đáp, này thiên tử, đúng vậy, tám con đường chân chánh đều cùng với ái dục. Thiên tử, ông nên tán thán sự thanh tịnh của con đường tu tập, diệt trừ hết tham dâm, giận dữ ngu si, gọi là đạo, giống sự thực hành ái dục, sự thực hành đạo cũng như vậy. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, trong sự thực hành ấy, chỗ tạo tác như thế nào mới thuận hợp với đạo? Đáp, này thiên tử, ở trong chỗ thực hành ấy, không bị ái dục lôi cuốn, không gắn liền với sinh tử, không thù đắc niết bàn, chỗ thực hành của con đường tu tập luôn thuận hợp với đạo. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, thế nào là chỗ thực hành của Bồ Tát? Đáp, này thiên tử, đối với 62 thứ kiến chấp, 4 thứ điên đảo, 5 thứ ngăn che, hành giả không bị các thứ ấy chi phối, đó là chỗ thực hành của Bồ Tát. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, sự việc đó là thế nào? Đáp, này thiên tử,
Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo, hội nhập khắp nơi chốn nhằm cứu độ tất cả chúng sinh, hết tại chỗ tìm cầu, để dựa theo các sự nhận biết về ái dục, về chốn điên, về bốn điên đạo để cầu đạt. Vì sao? Vì tất cả đều từ trong đó mà phát sinh, nên đối với sự cầu đạt hết thảy không bị vướng mắc nơi chủ thể nhận thức và đối tượng được nhận quả dục. Bốn điên đạo cũng không bị vướng mắc, chẳng phải là tất cả sự nhận biết cũng là tất cả sự nhận biết. Vì sao? Vì từ, vì nhằm cứu độ, cứu giúp độ thất hết thảy muôn loài. Như vậy này tiên tử, nên biết con được tu tập của Bồ Tát ở trong ái dục để cầu đạt. Tiên tử lại hỏi: Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát chẳng nói, chẳng từ nơi ba cửa giải thoát mà cầu đạo sao? Đáp này tiên tử, Bồ Tát không thể từ nơi không mà thành đạo, cũng không thể từ nơi vô tướng vô nguyện mà thành đạo. Vì sao? Vì ở trong đó không có tâm, ý thức, mọi niệm đều vắng lặng, không có tâm ý thức và niệm giấy khởi, nên mới thành đạo. Hỏi: Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, cho thực hành như thế nào gọi là đạo? Này, đáp này tiên tử, si mê cùng với đạo đều bình đẳng, đạo cùng với si mê bình đẳng, thực hành sự bình đẳng, đó gọi là đạo bình đẳng, chánh kiến bình đẳng với tà kiến, chánh niệm bình đẳng với tà niệm, chánh ngữ bình đẳng với tà ngữ, chánh mạng bình đẳng với tà mạng, chánh nghiệp bình đẳng với tà nghiệp, chánh phương tiện bình đẳng với tà phương tiện, chánh tư duy bình đẳng với tà tư duy, chánh định bình đẳng với tà định. Hỏi: Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thế nào là chánh kiến bình đẳng với tà kiến? Đáp: Này thiên tử, tất cả đều bình đẳng, như nơi hư không đều bình đẳng với tịch tỉnh. Hỏi: Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, hư không cùng với tịch tỉnh có gì sai khác nhau? Đáp: Này thiên tử, hư không không bình đẳng với hư không bình đẳng thật sự có gì khác nhau chăng? Thiên tử nói: Hư không không bình đẳng với hư không bình đẳng thật sự không có khác nhau. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo: Đúng vậy thiên tử, hư không và tịch tỉnh bình đẳng cũng như vậy. Thiên tử lại hỏi: Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thế nào là chỗ thuyết giảng về sự bình đẳng mà lại có tán thán về sự sai khác? Này thiên tử, giúp mọi tư tưởng nhân nơi sự tạo tác mà sinh kiêu mạn, nên dẫn đến sự khen ngợi tán thán có sai khác, giả sử tư tưởng đều dứt bạc do nơi chỗ tạo tác mà sinh kiêu mạn, hiện tướng về nghĩa ấy là không sai khác. Ví như vạn dòng sông chảy trong thiên hạ, có bốn con sông, mọi thứ đều có tên gọi, đồng đổ về biển cả thì hợp làm một vị. Vì sao? Vì không có sai khác. Như thế này tiên tử, người không hiểu rõ pháp giới nên cho rằng có sai khác, người hiểu rõ pháp giới nên không có sự sai khác. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, pháp giới ấy có thấy biết được chăng? Này tương tự, pháp giới không thể thấy biết được. Vì sao? Vì là chỗ hợp tụ của tất cả các pháp, nên đối với pháp giới chẳng nhận biết về tướng. Đối với pháp giới ấy mà giới nghĩ bình đẳng thì đạt được trí tuệ trong ba đời, đó là nơi chốn của pháp giới. Từ bỏ tâm phiền não không do dự, đó là nhận biết về nơi chốn. Người nói lời tạp loạn thì không nhận biết về nơi chốn ấy. Này thiên tử, nhờ vào các hình tượng vô sắc nên đều thấy các sắc, sắc này cũng không bình đẳng như hư không. Như thế này thiên tử, đối với pháp giới đều hoàn toàn thanh tịnh, không chút câu uế, như tấm gương sáng thấy rõ diện mạo hình tướng, Bồ Tát đều thấy tất cả pháp. Các pháp này và pháp giới đều bình đẳng, thanh tịnh như hư không. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát làm thế nào để đạt được trí tuệ biện tài? Này thiên tử, Bồ Tát dùng trí tuệ để quan sát thân không, không gián đoạn, ở nơi các chỗ nhận biết tự hiện thân, với tất cả mọi người đều thuyết pháp vô thường, khiến họ xa lìa chỗ chấp nơi thân này. Đó là Bồ Tát đạt được trí tuệ biện tài, nhận biết mọi sự hiện có không, đối với tất cả đều không thật có. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, làm thế nào Bồ Tát phân biệt được các pháp? Này thiên tử, nhận biết chỗ có thân, không thân là phán lặng, không sai khác, như thế là Bồ Tát phân biệt được các pháp. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát được tôn xưng là bậc đạo sư? Này thiên tử, Bồ Tát đối với pháp thì không trụ cũng chẳng phải không trụ. Này thiên tử, như thế tức Bồ Tát được tôn xưng là bậc đạo sư. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nếu là thế nào là Bồ Tát được biết được một việc mà thấu rõ vô số việc? Này thiên tử, Bồ Tát đối với chỗ không tư tưởng mà không hề dao động, cho nên Bồ Tát biết một việc mà thấu rõ vô số việc. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có thể thể hiện hội nhập vào ba pháp chăng? Pháp ấy là bình đẳng nơi chánh pháp, hội nhập vào nơi chẳng phải chánh pháp, hội nhập vào tạp pháp. Này thiên tử, Bồ Tát đối với chánh pháp mà hội nhập vào pháp Phật, đối với nơi
chẳng phải chánh pháp bồ nhập vào quả vị thanh văn và bích chi Phật, đối với tài pháp thừa nhập vào đó để cứu độ chúng sinh. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có thể an trụ ở chỗ vắng lặng là có thể an trụ nơi chỗ loạn động chăng? Này thiên tử, Bồ Tát cần an trụ vào nơi vắng lặng. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, do đâu mà nói như thế, cớ sao lại đi vào chỗ loạn động? Này thiên tử, do chỗ loạn động nên thể hiện an trụ để giáo hóa chúng sinh khi họ đạt được sự vắng lặng. Vì sao? Vì thương yêu tất cả loài. Này thiên tử, vì sự giải thoát của hàng thanh văn chỉ là tự mình, do đó đạt đến chỗ vắng lặng, còn Bồ Tát thì không thể hiện vào trong đó nữa. Có sự loạn động đều là chưa đạt được đạo, nên Bồ Tát cần thể hiện nơi ấy để hóa độ họ. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nói như vậy để đạt được vắng lặng hay vẫn còn loạn động? Này thiên tử, tôi không có loạn động, lại cũng không có vắng lặng. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vì sao nói như thế? Này thiên tử, tôi chưa có chỗ đạt đến, cũng không có chỗ chứng đắc, nên chẳng vắng lặng. Đối với sự vắng lặng, không phải chốc lát, cũng không nhất thời, luôn dựa vào sinh tử để tu tập. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, giả nói pháp này là nhằm hàng phục cảnh giới của ma chăng? Này thiên tử, đúng vậy. Như lời nhân giả đã nói, thuyết giảng pháp này là nhằm hàng phục cảnh giới của các ma. Vì sao? Này thiên tử, giảng pháp như thế là không lìa năm ấm, cũng không bỏ ái dục, không giấy khởi sự phân biệt và chấp vào nẻo giải thoát để hàng phục các ngoại đạo. Vì sao này thiên tử? Vì tất cả các hành của ngoại đạo không theo đúng như trên, vì để đứng vững nơi chánh pháp, vì nhằm đạt được trí tuệ sáng suốt để chuyển pháp luân, vì để đoạn tất cả các thứ kiến chấp. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, giảng nói pháp này thì có bao nhiêu người nhận biết được pháp thế gian? Này thiên tử, không có thế gian nên không có sự tối tâm, đó là chỗ tạo tác của pháp thế gian. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, người đời lãnh hội pháp này mà được giải thoát, phải chăng là rất khó gặp? Này thiên tử, người không nhàm chán sự đàn buộc ở thế gian nên mới tin pháp này là giải thoát. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nhàm chán sự đàn buộc ở thế gian là gì? Này thiên tử, xa lìa tham dục, nhận giữ ngôi si, từ bỏ ái dục, nhận biết khổ mà mong cầu giải thoát, đó là nhàm chán sự đàn buộc ở thế gian. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, người nào không nhàm chán sự đàn buộc ở thế gian? Này thiên tử, bình đẳng đối với tham dục, nhận giữ ngôi si, bình đẳng với ái dục, bình đẳng với giải thoát, đó là không nhàm chán sự đàn buộc ở thế gian. Lúc đó trong pháp hội, trong chúng hội nghe pháp này, thảy đều rất vui mừng. Ở giữa hư không mưa xuống hoa trời và hương chiên đàn, chư thiên cũng lại đem y phục chứa đầy các thứ hương hoa tung rải lên chỗ Phật và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, là tấu nhạc đàn ca để cúng dường Phật. Trong ngàn ức chư thiên dùng âm thanh êm dịu để tán thán Đức Phật nơi hư không. Họ sửa lại y phục, sự vui mừng càng tăng gấp bội, cho là hết sức may mắn mới được lãnh hội pháp này. Bây giờ tất cả mọi người trong chúng hội thấy sự biến hóa này, đều dùng hương hoa y phục tung rải lên Đức Phật và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rồi cùng thưa: Bạch Thế Tôn, người nghe pháp này mà không tin hiểu thì không gặp được Phật. Người cho rằng pháp này chẳng phải là lời Phật dạy thì chẳng phải là người xuất gia thọ đại giới. Người không thích đọc tụng là không tư ân tình ưa thì chẳng phải là sa môn tu phạm hạnh. Người hạng người không tin pháp đó thì không có bốn đức, cũng không có danh xưng. Vì sao? Vì nơi tâm còn do dự lo sợ. Người nghe pháp ấy là bậc Đại Bồ Tát có đức tin, đầy đủ công đức tối thượng của bậc Bồ Tát, vì đã đoạn hết sinh tử, đoạn đức các đường ác, trong quá khứ hiện tại vị lai, ở chỗ Đức Phật Thế Tôn, được thọ trì pháp này, an trụ kiên cố, nhờ nghe pháp ấy nên được giải thoát. Người nào thọ trì độc tụng, vì tất cả chúng sinh giải nói về nghĩa này, thì đó là người trì giới thanh tịnh đầy đủ, được gặp Phật, là bậc chuyển pháp luân, là sa môn tu phạm hạnh, là người xuất gia thọ đại giới, là người chứng đắc, là người có danh xưng. Bây giờ thưa tôn, ở trong đại chúng khen ngợi, lành thay lành thay. Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, ông nên đọc tụng thọ trì pháp này, diễn giảng rộng cho tất cả chúng sinh. Khi thuyết giảng kinh này, có 62 nơi do tha người xa lìa mọi phiền não cố uế, chứng đắc pháp nhãn thanh tịnh, 8.000 tỳ kheo dứt hết các lậu hoặc tâm được giải thoát, 3.000 Bồ Tát phát tâm Bồ Đề cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, 5.000 Bồ Tát chứng đắc pháp nhẫn vô sinh. Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, khi nhân giả được thành Phật thì tất cả Bồ Tát cùng chư vị trong chúng hội này đều sẽ cùng phụng trì pháp ấy. Người nghe thọ trì kinh thâm diệu này thì Bồ Tát Di Lặc sẽ tạo ký cho. Đức Thế Tôn lại bảo Hiền Giả A Nan, ông nên biên chép thọ trì độc tụng pháp này và giảng thuyết rộng cho tất cả chúng sinh. Hiền Giả A Nan bạch Phật, con xin thọ trì. Rồi thưa Phật, kinh này tên gọi là gì và phải phụng trì như thế nào? Đức Phật dạy kinh này tên là sự thử hỏi của thiên tử tu chân, cũng gọi là sự trả lời của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, cũng gọi là đoạn trừ tất cả các pháp nghi ngờ
cũng gọi là trí tuệ phương tiện, đều hội nhập vào khắp pháp của tất cả chư Phật, ông nên phân biệt soi sáng, trao truyền cho người, ghi nhớ kỹ để thọ trì, để họ thọ trì. Khi thức giảng pháp này thì vô số cõi nước không thể kể hết trong tâm thiên đại thiên thế giới đều hiện đủ sáu các chấn động. Phật nói cái này rồi, Bồ Tát Phân Thù Xứ Lợi, tiên tử tu chân, Bồ Tát Lạc Hiền Giả A Nan và đại chúng chư thiên loài người, các bộ chúng Kỳ Đập Hòa A Tu Luân cùng quyến thuộc thể đều rất hoan hỷ ở trước Phật làm lễ lui la. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả để từ bỏ chúng sanh được trọn thành Phật đạo.